Chương 4960, thân phận lộ ra ánh sáng. Mọi người mới vừa còn chấn kinh tại Ngũ Nguyệt môn thần thông này đáng sợ, nhưng mà, một chuyển quay đầu lại, lại phát hiện một chuyện càng kinh khủng hơn. Lăng Hàn thản nhiên đứng đó, trên đỉnh đầu của hắn không có đạo quả thụ. Khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi không phải giáo chủ sao? Nếu không, vì cái gì đạo quả thụ của ngươi không có bị câu ra? Ngươi xem, giáo chủ cửu tinh của thế hệ hoàng kim cũng không cách nào tránh được, căn bản không có cách khống chế, ngươi dựa vào cái gì? chẳng lẽ không có quan hệ với thực lực hay sao làm sao có thể ngũ nguyệt kinh hô hắn mở to mắt hoàn toàn không dám tin vào mắt mình đây là thiên phú dị năng của hắn cho dù người có cảnh giới cao hơn hắn thực lực mạnh hơn hắn cũng vô dụng nhất định sẽ bị câu ra đạo quả thụ dựa vào một chiêu này hắn chiến thắng rất nhiều người có thực lực mạnh hơn hắn tại sao dùng lên người lăng hàn lại không được trên người của ngươi có bí bảo gì sao lăng hàn nhoẻn miệng cười thế nào thật kỳ quái sao Tại sao ngươi không bị ảnh hưởng? Ngũ Nguyệt hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đây chính là thiên phú dị năng của hắn. Lăng Hàn nhún vai, nếu ngươi yêu cầu mãnh liệt như vậy, ta sẽ phối hợp với ngươi một chút. Hắn chủ động thả ra đạo quả thụ của mình, thứ này chập chờn trên đỉnh đầu của hắn. Mẹ nó, nếu Lăng Hàn không thả ra đạo quả thụ, hắn tiếp tục đánh với Ngũ Nguyệt, cho dù Ngũ Nguyệt không thể tiếp nhận nhưng cũng không đến mức có tâm tình tiêu cực. Nhưng bây giờ thì khác, Lăng Hàn chủ động thả ra đạo quả thụ chẳng khác gì đang thương hại hắn ngũ nguyệt hắn tung hoành thật nhiều thời kỳ giết qua thiên tài đếm không hết tại sao đến thế hệ này lại bị người ta thương hại hắn cảm thấy nhục nhã to lớn ngũ nguyệt tức giận đến ức khuôn mặt xanh biếc nổi giận gầm lên một tiếng và trường kiếm chém loạn oanh 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 hai người lại kịch chiến với nhau cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ngũ nguyệt bị tức hồ đồ đám người bốn phía nhìn thấy rõ ràng cả đám đều bắt đầu hít khí lạnh, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Trên đạo quả của Lăng Hàn có ba đạo kim tuyến, hơn nữa đạo kim tuyến thứ ba rõ rệt còn có chút phai nhạt, không bằng hai đạo khác. Đây là giáo chủ cửu tinh sao? Tam tinh, tam tinh, tam tinh, Lăng Hàn, chỉ là giáo chủ tam tinh. Khốn kiếp, cho dù là thế hệ hoàng kim thì như thế nào, tất cả đều khiếp sợ khó nói thành lời. Nghe ngũ nguyệt ngươi nói hưu nói vượn rồi, cái gì tu vi trên ngươi, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là giáo chủ cửu tinh sao người có biết đếm hay không một hai ba ba đầu kim văn đây chính là giáo chủ tam tinh người đừng nói nhảm nữa mẹ nó hắn lại là giáo chủ tam tinh ta sắp điên rồi giáo chủ tam tinh đã cường đại như thế đây quả thực là đầm rồng hang hổ đệ nhất lịch sử gần như không tồn tại mỗi người đều đưa ra tán thưởng của mình bởi vì bọn họ không còn gì để nói từng câu tán thưởng truyền vào tai ngũ nguyệt hắn ngay từ đầu không có chú ý qua tai là quên lúc này là lúc kịch chiến nếu phân tâm chú ý thì hắn sẽ chịu chết nhưng mà sau khi nghe mọi người bàn tán xôn xao hắn vẫn không nhịn được nghe một chút hắn liền kinh ngạc ngũ nguyệt nhìn lên đỉnh đầu của lăng hàn hắn liếc mắt nhìn sang sau đó hắn suýt nữa ngã xuống đất tam tinh thực sự là giáo chủ tam tinh trong nháy mắt ngũ nguyệt mặt đỏ tới mang tai trước đó hắn còn tràn đầy tự tin nói tu vi lăng hàn nhất định trên hắn nhưng còn bây giờ thì sao Đánh mặt, thật nặng, hắn không biết nên giấu mặt vào đâu, khó trách mọi người nghị luận xôn xao như thế, tự mình biến thành trò cười của thiên hạ. Đánh không lại, có thể võ giả nào chưa từng bại qua? Đừng nói võ giả bình thường, cho dù đại đế lúc còn trẻ cũng bại thường xuyên. Thế nhưng mà, hắn quá tự tin nên thành đánh mặt. Gương mặt ngũ nguyệt đỏ thấm, sát khí trong mắt càng đáng sợ hơn trước. Hắn biến nhục nhã thành sát ý, chỉ cần chém giết Lăng Hàn, tất cả đều giải quyết. Ân nhất định sẽ như thế có lẽ chiến lược của hắn không bằng lăng hàn thiên phú dị năng vô hiệu hắn lật bàn thế nào dựa vào vừa đánh vừa giống giận hay sao lăng hàn thét dài một tiếng chiến lực mở ra hoàn toàn hắn xuất ra từng quyền thật nhanh hắn còn chưa dùng tới năng lượng hủy diệt bằng không chỉ vài phút là đánh chết ngũ nguyệt nhưng mà đây là lá bài tẩy của hắn cũng dễ dàng bại lộ thân phận của hắn ách mặc dù thân phận của hắn bây giờ cũng sắp bị làm sáng tỏ người này là ai ta chỉ nghĩ đến một người ta cũng thế lăng hàn mọi người đều nói ra trừ lăng hàn còn ai có thể yêu nghiệt như thế lại nói trên đời này có bao nhiêu siêu cấp biến thái như vậy đinh thụ thủy nhất vạn đạo tất cả chỉ đếm trên đầu ngón tay đâu thể vô căn cứ nhảy ra ngoài như thế thánh nhân đều xác nhận lăng hàn tử vong nhất định là thánh nhân hoa mắt thánh nhân cũng không phải chân lý nhất định sẽ đúng chỉ mộng hàm hưng phấn cả người tỏa ra hào quang bừng bừng lăng hàn không chết lăng hàn không chết lăng hàn không chết ngũ nguyệt hoàn toàn rơi vào hạ phong phải biết lăng hàn không những chiếm ưu thế quy tắc chất lượng đạo quả của hắn được tiên khí cửu tinh rèn luyện cho nên phẩm chất đạt tới cao nhất oanh oanh ngũ nguyệt đã vô lực tiếp tục hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của lăng hàn ta nhận thua hắn cắn răng biệt khuất phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ nha lăng hàn gật đầu nắm đấm của hắn tiếp tục oanh kích ngươi ngũ nguyệt vừa sợ vừa giận a à, tại sao ngươi không tuân quy củ? Cạn bã chiến thần cung, thấy một giết một, Lăng Hàn lạnh lùng nói, thời điểm chiến thần cung các ngươi ám sát, các ngươi có từng nói quy tắc hay không? Vậy tại sao ta cần phải giữ quy củ? Ngũ Nguyệt gầm thét, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, cảnh giới tương đối còn muốn bỏ qua Lăng Hàn. Ngươi cho rằng, Phượng Dực Thiên Tường danh xưng thiên hạ đệ nhất thân Pháp chỉ là hư danh. Oanh, hỏa dực vỗ mạnh, Lăng Hàn chặn đường, Ngũ Nguyệt không thể thoát khỏi. Lần này, thân phận Lăng Hàn đã bị xác nhận không thể nghi ngờ. Đế tử Minh lập tức quát lớn, Lăng Hàn, nơi đây không phải nơi khai chiến, đây chính là nơi tất cả đế tộc liên hợp quyết định, người dám trái lại, bản đế tử vì duy trì trật tự, không thể không giết người tại trận. Miệng hắn nói nhưng hắn đã xuất thủ, hắn muốn bắt lấy Lăng Hàn. Xoát, một đạo côn ảnh đánh tới, giống như một vạn viên tinh thể tập kích. Đế tử Minh không dám đón đỡ, hắn chỉ có thể né tránh, công kích đánh ra cũng biến mất. Hầu ca đứng ngạo nghễ trên không trung, côn sắt gác trên hai bờ vai, hắn móc lỗ tai và nói. Nghĩ ức hiếp huynh đệ lão tôn, hỏi cây gậy trong tay lão tôn trước đã. Hắn bế nghễ chúng sinh, bá đạo vô song, chương 4961, oanh sát ngũ nguyệt. Đế tử minh lạnh lùng nhìn hầu ca, biểu lộ uy nghiêm đáng sợ. Hắn hiện tại đã là tôn giả tam tinh, trên cảnh giới không kém hầu ca chút nào, cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Hầu tử, người nhiều lần bao che nghịch tử này, không biết ngươi đang tự đào mộ cho mình hay sao? Hầu ca dùng thái độ khinh miệt nhìn hắn và nói, bớt nói nhảm, muốn đánh thì phóng ngựa tới. Đế tử Minh hừ một tiếng, hắn lao tới tấn công hầu ca. Oanh, hắn xuất một trưởng không mang theo binh khí nào, lại có thể một đạo hàn quang có thể khai thiên tích địa. Hầu ca không sợ, vung côn nghinh tiếp, côn ảnh trùng điệp, có chút huy năng thánh cấp. Đế tử Minh không thể không khiến, hắn châu bò cũng không dám đỡ một kích của thánh liệu, hắn sẽ bị đánh tan vỡ tam hồn thất phách vừa mới khai chiến, đế tử Minh đã rơi vào hạ phong. Mọi người thấy rõ ràng, không chỉ binh khí trong tay hầu ca châu bò, càng quan trọng hơn là hầu ca vận dụng quy tắc cũng mạnh hơn đế tử Minh. Đế tử giống như bọn họ, một kích có thể đánh ra 10 đạo quy tắc thất tinh, nhưng đây là trạng thái cực hạn, không có khả năng nhiều lần đều như thế, nhưng mà, có thể thấy rõ ràng, số lần hầu ca đánh ra 10 đạo quy tắc thất tinh cũng nhiều hơn đế tử Minh. Cho nên, binh khí không bằng, quy tắc không kịp, đế tử Minh rơi vào hạ phong không phải chuyện rất bình thường sao? Đế tử Minh không thể nào tiếp thu được, rõ ràng cảnh giới giống nhau, vì cái gì hắn lại không bằng hầu ca. Đây là đương nhiên, trước đó hầu ca chưa ăn cửu hoàng thập diệp đan, lấy tiền khí cửu tinh ra cố tu vi, mà đế tử Minh, dù là ở đế tộc, tiền khí cửu tinh cũng là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn đã từng chiếm được, nhưng vẫn không có thể luyện cơ sở hoàn mỹ. Cho nên, cái nhược điểm này lúc gặp đối thủ mạnh hơn sẽ bị phóng đại. Oanh, oanh oanh toàn trường chỉ nhìn thấy hầu ca điên cuồng tấn công mà đế tử minh không có lực chống đỡ hầu tử ta há sợ ngươi đế tử minh quát to hắn thét dài một tiếng trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang giống như có thể xuyên thủng hư không đây là thiên phú dị năng của hắn hư không nhãn không chỉ có thể nhìn rõ tồn tại ẩn trong hư không hơn nữa còn có lực sát thương to lớn hầu ca suy một tiếng hắn cũng chừng mắt bắn ra hai đạo kim quang bành cột sáng va chạm ánh mắt đế tử minh lập tức vỡ vụn, mà hầu ca đánh ra kim quang lại có thế công như trẻ tre. Cái gì, đế tử minh im lặng, thiên phú thần thông của hắn lại không bằng hầu ca, lại ăn lão tôn một gậy. Hầu ca hét lớn một tiếng, điều khiển côn sắt nện xuống, uy năng rất đáng sợ. Bành, một kích này, đế tử minh bị đánh bay ra ngoài, toàn thân phun máu tươi. Một kích này, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ, lập tức bị thánh liệu đánh cha mẹ không nhận ra. Hầu ca đang muốn thừa thắng truy kích giải quyết đối thủ này, đã thấy đế tử thiên dậm chân bay lên tấn công hắn. Kể từ đó, đế tử Minh đạt được cơ hội thở dốc, sau khi khôi phục lại liên thủ với đế tử thiên tấn công hầu ca. Hai đại đế tử mạnh nhất đều bước vào tam tinh, cho nên, bọn họ liên thủ cũng vượt qua hầu ca. Nhưng mà, bọn họ không có cách nào bảo trì trạng thái mạnh nhất, chiến lực có lên có xuống, tương phản, hầu ca có thể bảo trì bảy thành đỉnh phong, kể từ đó, hầu ca không chiến thắng cũng không lâm vào hạ phong các đạo tử đều cảm thán, thực, thời kỳ thuộc về đế tử, thuộc về thế hệ hoàng kim đã qua. Hiện tại là thời đại của mấy thiên kiêu như Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn, Đinh Thụ, Hầu Ca. Hầu Ca đại chiến hai đại tôn giả, một bên khác, Lăng Hàn trấn áp thô bạo, ngũ nguyệt cũng không kiên trì nổi. Banh banh banh, Lăng Hàn tích lũy đại chiêu, hắn đánh ra một kích mang theo 20 đạo quy tắc, công kích này vượt qua cực hạn chịu đựng của ngũ nguyệt, một kích này đánh hắn chia 5 xẻ 7. Nhưng mà huyết nhục gây dựng lại, hắn khôi phục trong nháy mắt. Thế tử phù, lang hàn kinh ngạc, lẽ nào chiến thần cung thật sự có được một vị đại đế truyền thừa, nếu không, nghe nói không có đế binh thì không có cách gì chế tạo ra thế tử phù, việc này dính đến quy tắc tối cao. Ngũ Nguyệt nhặt về một cái mạng, hắn không dám thả câu nói hung ác, vội vàng xé rách không gian chạy trốn. Nhưng mà, lang hàn phát động phượng dực thiên tường đã đuổi kịp, một quyền của hắn mang theo năng lượng hủy diệt. Trạng thái hoàn toàn, lập tức, thiên địa thất sắc, hư không run rẩy. Lăng Hàn giật mình, tình huống như thế nào? Đây là lần đầu tiên hắn thi triển sau khi có đủ hủy diệt linh đồ, hoàn toàn không ngờ rằng có thể dẫn động dị tượng. Hắn vừa mới tu thành năng lượng hủy diệt trạng thái hoàn toàn, thiên địa bị kinh động và hạ xuống lôi phạt, từ đó tạo ra gông xiềng trên đạo quả của hắn, đến nay vẫn không thể giải trừ, điều này cũng làm cho nội tâm của hắn sinh ra cố kỵ, không còn dùng qua năng lượng hủy diệt. Hắn không cần thiết sử dụng, nhưng bây giờ vì bỏ qua thế tử phù, hắn vô ý thức dùng ra năng lượng hủy diệt, từ đó dẫn tới thiên địa thất sắc cái này chẳng lẽ thiên địa bất dung sao bành năng lượng hủy diệt đánh ra hóa thành một đạo lưu quang đánh chúng người ngũ nguyệt không cách nào hình dung tốc độ đạo ánh sáng này dường như vừa ra tay đã đánh chúng ngũ nguyệt không kịp trốn tránh và chống đỡ bởi vì hắn giao thủ với lăng hàn lâu như vậy hắn tự nhiên cũng hiểu rõ chiến lực của lăng hàn căn bản không có khả năng nghĩ tới tốc độ công kích của lăng hàn nhanh như thế bành năng lượng hủy diệt đánh tới ngũ nguyệt mất đi nửa người và rơi từ không trung xuống hạt giống mạnh nhất chiến thần cung đã vẫn lạc các đế tử khiếp sợt bọn họ có thể khẳng định thế tử phù của ngũ nguyệt tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể phát huy một lần nhưng trên thực tế hắn quả thật bị một kích của lăng hàn oanh sát năng lượng đáng sợ kia có năng lực mất đi tác dụng của thế tử phù hay sao việc này quá kinh khủng mang ý nghĩa về sau giao đấu với lăng hàn căn bản không có cơ hội thứ hai lăng hàn người quả nhiên không chết đám người đinh thụ đều lắc đầu bọn họ cũng cảm thấy thoải mái, cũng có một loại cảm khái, ngay cả thánh nhân xuất thủ cũng không thể xử lý hắn, ra hỏa này quá đáng sợ. Lăng Hàn, chỉ mộng hàm lao tới, trước đó Lăng Hàn đang chiến đấu, nàng không thể quấy nhiễu, nhưng bây giờ, lo lắng của nàng, nàng buồn khổ tăng thêm vui mừng cùng bộc phát. Lăng Hàn cười và ôm chỉ mộng hàm vào trong ngực, đây là lần đầu tiên hắn công khai thừa nhận quan hệ với chỉ mộng hàm. Nếu có người biết được suy nghĩ của hắn, khẳng định bọn họ sẽ tức điên. Đây chính là đế nữ, hơn nữa còn là đế nữ sánh ngang thế hệ hoàng kim, có thể có được đã là phúc khí tám đời của ngươi, ngươi còn ra sức khước từ, còn lấy đó làm kiêu ngạo. Ai, người so với người thật tức chết mà, đế tử, đạo tử muốn chặt lăng hàn, một đóa tiên hoa tuyệt thế lại bị lăng hàn hái đi, thật đáng giận. Hả, nội tâm lăng hàn hơi động, hắn dùng thần thức truyền âm với hầu ca. Có thánh nhân sắp đến, chúng ta nên rút lui, chương 4962, áp chế thánh nhân. Hầu ca gật đầu, hắn vùng côn sắt ép hai đế tử bước lui, sau đó phát động phượng dực thiên tường tới bên cạnh Lăng Hàn. Hắn xé mở không gian và cùng Lăng Hàn rời đi, vào lúc tiến vào hư không, Lăng Hàn cười nói với chị Mộng Hàm, còn nhiều thời gian, ở đông lâm đế tộc chờ ta. Chị Mộng Hàm cũng gật đầu, ánh mắt kiên định, sau đó Lăng Hàn và Hầu Ca biến mất trong nháy mắt, một đạo thánh uy tràn ngập, chỉ thấy không gian bị xé rách, một lão giả áo xanh đi ra. Tử vi đế tộc quý thủy thánh nhân, hắn cảm ứng một chút, không cần có người nhắc nhở, hắn lập tức lấy tay thăm dò khu vực bị hầu ca xé rách. Muốn chạy, oanh, bàn tay của hắn đánh vỡ không gian và dò xét hư không. Nhưng mà, một lúc sau, hắn cau mày, hắn thu hồi bàn tay, bàn tay ít đi một nửa. T, mọi người nhìn thấy liền khiếp sợ, thánh nhân công kích bị cản lại, quý thủy thánh nhân thu hồi pháp tướng, hắn nhìn vết máu trên tay trái. Trái tim mọi người đập mạnh, thánh nhân đã bị thương. Trời ạ, à, Lang Hàn và Hầu Ca đã có thể làm thánh nhân bị thương, mặc dù chỉ là một vết thương nhẹ. Bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ, cho dù Hầu Ca nghịch thiên, dù sao cũng chỉ là tôn giả tam tinh, cách thánh cấp xa vạn dặm, làm sao có thể làm bị thương thánh nhân. Quả thực đang nằm mơ, nếu như những người này biết rõ trong tay Lăng Hàn có năng lượng ngọc thạch, khi nổ tung có thể sánh ngang tinh cầu nổ tung sẽ không kỳ quái như thế. Lăng Hàn biết rõ thánh nhân sẽ đuổi theo, sớm lưu lại ba khối năng lượng ngọc thạch, kết quả quý thủy thánh nhân quả nhiên truy kích, từ đó dẫn nổ ba khối ngọc thạch, từ đó tạo thành nổ lớn trong hư không. Ba tinh cầu nổ tung, hơn nữa còn bộc phát cùng một điểm, cho dù là thánh nhân cũng phải nhíu mày. Quả nhiên, có thể ngăn cản quý thủy thánh nhân, cái gì, lăng hàn chưa chết, sắc mặt quý thủy thánh nhân biến thành lạnh lẽo, hắn nghĩ đến Bách Lý Xuyên, Bách Lý Dương Bình nhà mình bị oanh sát. Trong đó có thân ảnh hầu ca, một giáo chủ thần bí khác khẳng định chính là Lăng Hàn. Đáng chết, đáng chết, quý thủy thánh nhân giận tím mặt có thể có biện pháp gì lang hàn và hầu ca đã chạy không thấy bóng dáng cho dù hắn là thánh nhân cũng không thể làm gì hơn nữa lang hàn cái chết là đạt được thánh nhân xác định không chỉ một vị lần này thánh nhân cũng bị mất mặt nếu là lúc hắn thì hắn sẽ không tưởng tượng nổi lúc ấy hắn cũng có mặt có thể khẳng định thời điểm ly hỏa thánh nhân xuất thủ lang hàn tuyệt đối không có xé rách không gian đào tẩu thừa nhận một kích của thánh nhân thì làm sao sống sót quý thủy thánh nhân vắt hết óc hắn nghĩ mãi mà không rõ lăng hàn và hầu ca không ngừng vượt qua hư không sau khi đạt tới cấp giáo chủ lăng hàn có năng lực tiếp nhận cường độ xuyên qua hư không tăng lên vô số lần cho dù xuyên qua liên tục mấy tháng cũng không sợ không bao lâu bọn họ đã tới vùng đất sống tạm thời đám người nữ hoàng tiến lên tiếp đón bởi vì bọn họ xa nhau gần một năm lăng hàn mỉm cười thu hoạch lần này cực lớn hắn đạt được số lượng tiên khí kinh người đây chính là toàn bộ đế tộc liên thủ từ đó điều động tài nguyên khắp tinh không. Lăng Hàn mừng rỡ, sau đó hắn cũng có chút buồn bực. Hắn bố trí thân phận giả sụp đổ quá nhanh, người xem, giả chết ngụy trang thật tốt, lần đầu biểu hiện đã bị nhận ra. Hắn hắn không có năng khiếu diễn kịch sao, Lăng Hàn tỉnh lại, lắc đầu thở dài. Trước tiên không quản những chuyện này, nếu có nhiều tiên khí như vậy, đương nhiên cần phải thừa cơ tăng cường tu vi. Lăng Hàn không ngừng luyện đan, hắn rèn luyện tiên khí đạt được một lần, tăng lên một bậc thang. Lúc này hắn tiêu phí thời gian 2 năm lẻ 7 tháng, nhưng luyện đan tiêu tốn thời gian càng lâu càng nói rõ thu hoạch càng lớn. Sau đó, hắn và Hầu Ca cũng bắt đầu cắn thuốc thăng cấp. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, lang hàn một hơi tăng lên ba tiểu cảnh giới, hắn lại nhe răng, tu vi tăng quá nhanh không phải chuyện tốt, phải cẩn thận mài luyện cơ sở, nếu không sẽ không trèo chống hắn tiếp tục tăng lên, hoặc là lưu lại di chứng gì đó. Cho nên, sau khi đến giáo chủ lục tinh, mặc dù còn có mấy viên tiểu cửu hoàng thập diệp đan không có luyện hóa nhưng lăng hàn dự định chậm rãi hắn củng cố tiểu cảnh giới trước đã một bên khác hầu ca tiến bộ nhỏ hơn một chút hắn bước vào tôn giả tứ tinh không có cách cảnh giới càng cao tài nguyên tăng lên càng nhiều có thể tăng lên một bậc cũng không dễ dàng hơn nữa lăng hàn còn dùng nhiều tư nguyên hơn đập vào người hầu ca a à, đám người lão hắc đâu lăng hàn xuất quan phát hiện cũng không thấy đại hắc cẩu tiểu thanh long cùng sắc chư trước đó lúc hắn trở lại cũng không thấy đám gia hỏa này nhưng hắn cũng không có đặt trong lòng hiện tại luyện đan bế quan 3 năm ba tên gia hỏa này cũng không thấy tâm hơi sau khi hiếu kỳ hắn còn lo lắng nho nhỏ ở người đi á hòa tinh không lâu ba gia hỏa này cũng chạy đi nói là cũng muốn đi tham gia đấu giá hội sau đó liền không có tin tức nữ hoàng nói a à, lăng hàn sướng sờ ba gia hỏa này cũng đi á hòa tinh tại sao hắn không nhìn thấy hơn nữa đấu giá hội sớm kết thúc đã qua 3 năm, bọn họ chậm hơn nữa cũng sớm quay về mới đúng. Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ, nhưng tinh hải minh mông, nên làm thế nào tìm ra ba người này đây? Lăng Hàn quyết định chờ một chút, nếu qua một năm không thấy ba gia hỏa này về, hắn liền đi Á Hỏa Tinh một vòng. Hắn tiếp tục thôi diễn võ đạo của mình, khi Tu Vi tiến bộ, hắn lại tiến thêm vài bước. Hầu ca cũng tiến bộ khả quan, thành công đi ra con đường của mình. Đấu chiến Thánh Hoàng một mạch lấy chiến nhập đạo, Hầu ca lại hiếu chiến vô cùng, rất dễ dàng đi ra con đường của mình. Nhưng mà hầu ca hiện tại cũng chỉ là mò ra một tia, cho nên hắn bắt đầu bế tử quan, muốn ổn định một bước này, nếu không, võ đạo của hắn sẽ sụp đổ. Một năm qua đi, Lăng Hàn cũng đã vững chắc cảnh giới, hắn lại ăn toàn bộ tiểu cửu hoàng thập diệp đan, nhưng số lượng này quá ít, không đủ giúp hắn tăng thêm một bậc. Trong cơ thể, vô số vị diện đạt được tiên khí tẩm bổ, chúng đã vô cùng cường thịnh, sinh cơ bừng bừng, sinh linh bước vào tu luyện nhiều hơn gấp 10 lần, cường giả tiên vương tăng lên gấp bội. Nhưng mà, thiên tôn lại là đạo khảo, rất ít người có thể nhảy ra, gần như không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn lắc đầu, hắn quyết định đi tìm đám người đại hắc cầu. Lại một năm nữa, vẫn không có tin tức, Lăng Hàn xuất phát, lần này hắn đi một mình, ở phương diện tốc độ sẽ chậm hơn nhiều, nhưng có thể liên tục không ngừng sử dụng truyền tống trận, tốc độ vẫn nhanh kinh người. Hắn đi vào Á Hòa Tinh, sau khi đi vài vòng, hắn hoàn toàn không có đạt được manh mối của đám người đại hắc cầu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở về. Nhưng mà, mới vừa về tới, hắn đã đạt được tin tức, đám người đại hắc cầu phát ra tín hiệu cầu cứu. chương 4963, cầu cứu. Đám người đại hắc cầu thông qua tinh võng liên hệ, nhưng người liên hệ không phải là Lăng Hàn. Lăng Hàn đã sớm không cần tinh võng, mà là kỷ vô danh. Trước đó Lăng Hàn trở lại thiên hải tinh, hắn lại tìm cho mọi người liên tiếp khí. Đám người đại hắc cầu cũng có thêm tài khoản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, thật sự dùng tới. Lăng Hàn tra xét tin tức của đám người đại hắc cầu lưu lại, đây là ngôn ngữ đứt quáng, cho thấy tín hiệu không tốt. Tiểu Hàn tử, chúng ta bị đàn sói nhốt, nói không tỉ mỉ, còn tốt chính là, tọa độ tinh không vẫn còn có thể nghe được. Chỉ có một cái, Lăng Hàn kinh ngạc, đám người đại hắc cầu bị đàn sói vây khốn. Mệt nhọc ba bốn năm, hắn không chút do dự, lập tức xuất phát, cũng tiến vào tọa độ tinh không kia. Bỏ ra gần 2 tháng, hắn đã tiếp cận tọa độ này, nhưng mà, Hắn không cách nào đi tới. Bởi vì truyền tống trận thông tới đó bị cấm dùng, vì cái gì? Lăng Hàn hỏi thăm người chung quanh, biết được từ 4 năm trước, phàm là người tiến vào truyền tống trận đều biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng bởi vậy, truyền tống thông hướng tinh thể kia bị đóng lại. A, à, khi đó đám người đại hắc cẩu cũng truyền tống đến nơi đây, sau đó đột nhiên mất đi tung tích. Nhưng Hàn Phong Tinh cũng không phải là tử tinh, tuyệt địa, không phải nơi không thể đặt chân trên thực tế chỗ đó gió êm sóng lặng chỉ không thể dùng truyền tống trận mà thôi không thì khẳng định xảy ra chuyện có tôn giả thử qua xé mở hư không tiến thẳng tới hàn phong tinh kết quả thì sao hắn lập tức lại trốn ra khỏi hư không nói là trong đó có lực lượng vô danh ngăn cản hắn không thể tiến lên hiển nhiên xảy ra đại sự theo thời gian trôi qua hàn phong tinh cũng càng ngày càng nổi danh hiện tại có không ít thế lực tới đây xem xét muốn tìm hiểu nguyên nhân lang hàn cũng không có sử dụng truyền tống trận hắn dùng nhục thân bay qua cũng đi tới hàn phong tinh phượng dực thiên tường phát động hắn dẫm lên quy tắc trong tinh không nên tốc độ cực nhanh bảy ngày sau hắn đã đi tới trên không hàn phong tinh nhìn từ tinh không viên tinh thể này có màu trắng giống như bị tuyết trắng xóa bao trùm cho nên mới có tên là hàn phong nhưng mà hàn phong tinh cũng không lạnh chút nào chỉ là phần lớn đất đai đều là cát trắng cho nên mới có màu trắng lang hàn đáp xuống thần thức mở ra hắn bắt đầu câu thông địa mạch cường độ thần thức của hắn tăng lên hơn nữa đạt đến trạng thái hoàn mỹ câu thông địa mạch quá nhẹ nhõm chỉ trong nháy mắt địa mạch hàn phong tinh giống như thành thân kéo dài thể của hắn lang hàn thăm dò tinh thể có cường giả và cấp bậc gì các loại tin tức đều hiện ra trong thức hải của hắn một lúc sau hắn lộ ra vẻ nghi hoặc tinh thể này thật sự rất bình thường hắn đi tìm hiểu một chút quả nhiên cấp độ võ đạo nơi này không cao người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh chân quân đương nhiên bởi vì phát sinh quái sự cho nên gần đây có giáo chủ thậm chí tôn giả chạy tới, muốn tra ra nguyên nhân. Nhưng mà, chỉ cần không xé mở hư không, nơi này rất bình thường, bình thường đến không thể lại bình thường hơn được nữa. Lăng Hàn chờ đợi một tháng, hắn không tra ra cái gì. Làm sao bây giờ, hắn quyết định mạo hiểm chủ động tiến hành truyền tống, nhìn xem có thể truyền tống tới nơi của đám người đại hắc cẩu hay không. Nếu đám người đại hắc cẩu phát ra tín hiệu, nói rõ bọn họ tạm thời không việc gì, có lẽ không phải tuyệt địa. Nói làm liền làm, Lăng Hàn xé mở không gian, sau đó hắn không do dự tiến vào. Lập tức, hắn cảm ứng có lực kéo rất lớn, cũng kéo hắn tới bên cạnh. Hiện tại thoát đi, Lăng Hàn vẫn có thể đi ra ngoài, nhưng hắn tiến vào hư không chính là vì tìm kiếm đám người đại hắc cẩu, đương nhiên không có khả năng đi ngược lại con đường cũ. Hắn thuận theo tự nhiên, nhận lực lượng dẫn dắt, hắn ra tốc trong tinh không càng lúc càng nhanh. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức Lăng Hàn không thể nhìn rõ bốn phía nhưng trong hư không trừ năng lượng loạn lưu ra cũng không có thứ gì khác có nhìn hay không cũng không có gì khác nhau cũng không lâu lắm lăng hàn cảm thấy có lực lượng ập tới bỗng nhiên hắn ngã xuống hư không a à, đây là nơi nào lăng hàn nhìn chung quanh tự mình tiến vào trong tinh không dường như nơi này là khu vực tinh không hắn không nhìn thấy bất cứ tinh thể nào ở nơi xa nhưng mà nơi này cũng không âm u bởi vì hắn đang đạp lên tinh vân mà tinh vân đang phát ra ánh sáng nhu hòa kỳ quái vì sao tinh vân lại sinh ra cảm giác thực thể nặng nề như thế, giống như nó là mặt đất. Trên tinh vân không có địa mạch, Lăng Hàn cảm ứng một chút và chán nản lắc đầu. Chỉ là như thế, hắn có thể tùy tiện rời đi. Đám người đại hắc cầu đâu? Vì sao bị nhốt? Lăng Hàn nhìn về phía trước, bên trong tinh vân có tầng tầng sương mù ngăn chặn thần thức và ánh mắt, hắn chỉ có thể dò xét một ít khu vực mà thôi. Hắn chỉ do dự một chút, hắn cũng tiến vào sâu trong tinh vân. Hắn đang tìm kiếm đám người đại hắc cầu hắn làm sao có khả năng từ bỏ chứ? Bước đi, Lăng Hàn đã xâm nhập vào trong sương mù, chung quanh không có gì khác nhau. Cho dù là Lăng Hàn, hắn nhanh chóng không thể không thừa nhận, chính mình mất phương hướng. Chuyện này quá kinh người, nhưng hắn là giáo chủ, hắn mất phương hướng. Lăng Hàn muốn bay lên trời, nhưng nhảy lên cao ngàn trượng, sau đó lại nặng nề ngã xuống, càng không có nào bay lên. Nơi này thiếu thốn rất nhiều quy tắc, cho nên không thể bay. Lăng Hàn thì thào, hắn không có bối rối, hắn tiếp tục tiến lên, sương mù biến thành biển cả, một lát sau, hắn phát hiện đất liền chúng giống hoang đảo trong biển. Không lớn, dài nhất chỗ cũng chỉ có gần dặm, hẹp nhất chỗ thì chỉ có chỉ là chừng 10 trường. Lăng Hàn đặt chân trên đó, do xét tỉ mỉ một chút lại không phát hiện cái gì. Hắn đang muốn rời đi, lại nghe thấy có tiếng bước chân, sau đó liền thấy ba người vô cùng chật vật sông lên đảo. Ba người này theo thứ tự là một lão giả, sau đó là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Trên người của bọn họ đều có tổn thương, quần áo cũng có chút tổn hại, còn mang theo vết máu, giống như đang bị truy sát. Nhìn đến đây nhìn thấy có người xuất hiện, ba người sững sờ, nhưng ngay lúc đó không quan tâm tới Lăng Hàn, bọn họ vội vàng đi tới trung tâm của đảo. Lăng Hàn nhìn ba người kia, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, có không ít bóng đen đang lắc lư. Sói, những bóng đen này hiện nguyên hình, thì ra là từng con sói trắng. Thật là có sói, Lăng Hàn nghĩ đến đại hắc cẩu gửi tới tin tức liền nói bị nhốt cùng đàn sói, hiện tại đúng là xuất hiện đàn sói. Ánh mắt của hắn quét qua, tổng cộng có 19 đầu sói trắng, đều là chân ngã cảnh. Đương nhiên không lọt nổi mắt của hắn, ba người lão giả kia y lại không được, lão giả mạnh nhất cũng chỉ là chân ngã cảnh mà thôi. Chương 4964, đào ba thước đất. Ba người kia không quan tâm tới Lăng Hàn, vội vàng đi tới trung tâm của đảo, tận lực tránh xa đàn sói. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn Lăng Hàn liếc mắt, không nói gì, cũng là nữ tử kia tại trải qua lang hàn thời điểm, hảo ý nhắc nhở. Trốn bên trong đi một điểm, nơi này quá nguy hiểm. Lang hàn cười một tiếng, theo ba người mà đi. Xeo, 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 những con sói trắng đặt chân tới biên giới đảo, giống như có cố kỵ với đất liền nên dừng tay, chúng lại phát ra các công kích từ xa. Còn tốt, những sói trắng này mặc dù là cấp bậc chân ngã cảnh, nhưng bởi vì khoảng cách cách xa, lão giả có cơ hội thong dong đón đỡ. Hơn nữa, khi bọn họ đi vào trung tâm của đảo, Nơi này giống như thành lũy trời sinh, các công kích từ xa bị cản lại. "A, à, Lăng Hàn rất là hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn thái gia gia nhà ta." Nam tử trẻ tuổi nói với Lăng Hàn, vẻ mặt cao ngạo. Đứng ở chỗ này đã xem như thoát khỏi nguy hiểm, hắn cũng khôi phục và lo lắng chuyện khác. Lăng Hàn cười ha ha, hắn gật đầu với lão giả. "Cảm ơn lão tiên sinh." Lão giả nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn thực tế nhìn không thấu tu vi của lăng hàn có thể lăng hàn trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ thực lực có thể cao hơn hắn sao ách hẳn là người trẻ tuổi này tu hành kỳ công mới có thể làm hắn không nhìn thấu tu vi nhất định là như thế nghĩ tới đây hắn tự nhiên cũng lộ ra vài phần kiêu ngạo chân ngã cảnh rất mạnh đấy cũng là nữ tử kia rất hảo tâm nói ta tên là ninh vũ phân đây là ca ca ta ninh hải đông còn có thái gia gia ninh biên vị công tử này người xưng hô như thế nào lăng hàn nghĩ nghĩ nói ra tên thật nhưng mà ba người ninh biên không có ngạc nhiên giống như chưa từng có nghe nói qua tên lăng hàn cũng rất bình thường trên đời này người trùng tên trùng họ quá nhiều bọn họ căn bản sẽ không liên tưởng lăng hàn đến lăng hàn danh chấn thiên hạ kia lui một bước mà nói với cấp độ của bọn họ không biết rõ chiến tích của lăng hàn càng không có đạo lý sợ hãi theo bọn họ nghĩ lăng hàn chính là người trẻ tuổi bình thường lăng công tử bị cuốn vào lúc nào Ninh Vũ Phân hỏi, sau đó chủ động nói, ba người chúng ta vốn muốn đi Thái Hạo Tinh, mắt thấy chỉ cần lại truyền tống hai lần, kết quả gặp hư không loạn lưu, thế nên lưu lạc đến nơi này. Đây là hư không loạn lưu sao? Lăng Hàn cũng không cho rằng như vậy, hắn không nói ra, chỉ nói. Ta có mấy cái bằng hữu mất tích ở chỗ này, cho nên, ta tới xem một chút. Phốc, Ninh Hải đông cười phun ra ngoài, há lắc đầu, trên mặt đầy khinh bỉ. Không phải sao, chính mình cũng không có bao nhiêu cân lược lại còn dám chủ động chạy tới chưa thấy qua người nào ngu xuẩn như thế ninh vũ phân hơi suy nghĩ nói như vậy lăng công tử tiến vào nơi này thời gian không dài đúng thế lăng hàn gật gật đầu ninh vũ phân lập tức vui mừng như vậy người bên ngoài cũng đã biết rõ nơi đây quỷ dị không sai quá tốt rồi vậy chúng ta được cứu rồi nàng vỗ tay nói ninh hải đông phản ứng chậm hơn nhiều qua một lúc mới nở nụ cười nhiều người chú ý như vậy khẳng định sẽ có cường giả tới, đến lúc đó phá vỡ vùng đất quỷ này và chúng ta thoát khốn. Hắn cũng không cảm thấy nơi này đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có đám sói trắng đáng ghét mà thôi. Lăng Hàn nhìn người trẻ tuổi kia, chỉ cảm thấy ba người này vận khí tương đối tốt. Người nghĩ, đám người đại hắc cầu có tu vi gì? Mỗi người đều là hóa linh chân quân, nhưng bọn họ nhắc tới đàn sói, hiển nhiên cho rằng đàn sói đáng sợ, uy hiếp đến bọn họ. Cho nên, nơi này khẳng định còn có đàn sói hóa linh, thậm chí giáo chủ uy 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 người có vẻ mặt gì thế đôi mắt ninh hải đông bắn ra hàn quang phát giác lang hàn đang cười nhạo hắn ca mọi người cùng hội cùng thuyền không được tự giết lẫn nhau ninh vũ phân vội vàng khuyên ninh hải đông rất nghe lời cô muội muội này quay về lang hàn hừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa lang hàn sẽ không đặt tiểu nhân vật này vào trong lòng hắn rất hiếu kỳ rõ ràng nơi này có đàn sói hoành hành vì sao trên mỗi hòn đảo lại có thể tránh né nguy hiểm là người vì bố trí sao trong lòng của hắn khẽ động, bắt đầu đào đất, uy, ngươi làm gì, ba người ninh biên đều giật mình, nhất là ninh hải đông, trực tiếp nhảy dựng lèn và tức giận chỉ vào lăng hàn. Lăng hàn cười một tiếng, nếu như có thể làm rõ nguyên nhân vì sao đàn sói không tiến vào nơi này, nói không chừng chúng ta sẽ đi thông suốt tại đây. Ba người ninh biên nghe xong, tất cả đều sửng sốt một chút, đúng thế, đây là đạo lý rất đơn giản, vì cái gì bọn họ không nghĩ tới. Thói quen, bọn họ chỉ lo tìm đường ra tại nơi này, gặp được đàn sói liền chạy tìm kiếm đảo tránh né nhưng vì cái gì bọn họ không nghĩ đảo có vật gì đó chính là thứ này làm đàn sói e ngại cho nên chỉ cần đào móc ra là có thể xua tan đàn sói thế là Ninh Hải Đông lập tức đào theo vạn nhất thật có bảo vật như vậy cũng không nên để rơi vào tay lang hàn bọn họ đào đất nhưng đào gần trăm trưởng vẫn không có thu hoạch được gì Ninh Hải Đông từ bỏ đầu tiên hắn sùi một tiếng nói nơi này quỷ dị làm gì có đơn giản như người tưởng tượng nếu đào đất có thể đạt được bảo vật dọa lui đàn sói, như vậy cũng quá đơn giản. Lăng Hàn không có để ý, mà là tiếp tục đào. Hắn người đã nhận định việc gì đó, bình thường cho dù đụng nát tường cũng không quay đầu lại. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng ninh biên cùng ninh vũ phân cũng đã ngừng lại, chỉ có một người Lăng Hàn đang đào. Sau khi đào 500 trượng, bỗng nhiên Lăng Hàn cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, vô cùng lăng lệ từ dưới đất chui ra, hắn kịp thời tránh sang một bên nhưng vẫn bị tước mất một góc áo dù cho còn kém một đoạn không có dính vào thân thể của hắn nhưng làn da của hắn vẫn đau đớn nóng bức t phía dưới có chôn giấu cái gì lăng hàn không còn dám đào xuống khí tức kia bộc phát toàn diện như vậy hắn cũng bị xé nát ở hắn nghĩ đến đây nếu phía dưới này có người cường đại hoặc chính là sát khí đáng sợ cho nên một sợi khí tức mới khủng bố như vậy hắn nghĩ nghĩ hắn đi lên phía trên khả năng sẽ dẫn họa sát thân cho hắn như vậy hắn không thể tiếp tục thấy lăng hàn tay không mà quay về Ninh Hải Đông cười lạnh. Hừ, muốn chiếm hết danh tiếng, hiện tại xấu mặt. Lăng Hàn nhìn một chút, đàn sói bốn phía cũng không có rút lui. Hắn quyết định không chờ một lúc, sau đó sẽ tiến lên. Chỉ là đàn sói chân ngã cảnh, có thể ngăn cản được hắn. Lăng Hàn nhanh chân tiến lên phía trước, chương 4965, thu phục. a, à, người điên rồi sao? Ba người ninh vũ phân đều kinh hãi, chưa thấy qua người nào chủ động đi chịu chết. Chẳng lẽ, Hắn bị Ninh Hải Đông châm chọc cho nên sinh ra ngạo khí của người trẻ tuổi. Lăng công tử, không nên tức giận, Ninh Vũ Phân nhắc nhở. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, hắn và ba người này bèo nước gặp nhau, không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ vượt qua khó khăn. Hắn có nhiệm vụ của hắn, đó là đi tìm đám người Đại Hắc Cẩu, sau đó lại suy nghĩ chuyện khác. Ninh Vũ Phân còn muốn đuổi theo ra đi, đã thấy những cái kia sói trắng đã phát động công kích, lại bị Ninh Biên một cái cho kéo lại. Hừ, loại này không biết tốt xấu người liền để hắn tự sinh tự diệt tốt rồi. Ninh Hải Đông lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, sói trắng công kích đã là đánh tới lăng hàn trên người. Nhưng mà, một màn kế tiếp để ninh biên ba người đều là chấn kinh đến tê cả ra đầu. Lăng hàn lông tóc không thương, làm sao có thể, bọn họ đều há hốc mồm, bọn họ có cảm giác như đang gặp quỷ. Lăng hàn nhanh chân đi tới biên giới hòn đảo, sau đó rời đi. Còn chưa cút, đám sói trắng cảm ứng được khí tức của lăng hàn, chúng kêu gào ô ô, Dường như trong huyết mạch có áp chế tiên thiên biết rõ Lăng Hàn không dễ chọc, bọn chúng cũng không lùi bước, vẫn hung tàn gào thét với hắn. Cơ hội đã cho các ngươi, không nên trách ta. Lăng Hàn lắc đầu, trong tình huống không cừu không oán, hắn không ngại cho đối thủ cơ hội, dù đó là hung thú. Nhưng nếu gian ngoan không thay đổi, hắn sẽ không nương tay. Lăng Hàn vung tay lên, quy tắc hóa thành kiếm mang, một kiếm quét qua bầy sói, chém nứt eo và đầu của đám sói. Trời ơi, ba người Ninh Biên không nói ra lời đây là thực lực mạnh cỡ nào. Châu bò, lang Hàn không có cho ba người ninh ra cơ hội bù đắp, hắn phát động thân pháp rời đi. Hắn không thèm để ý, ba người ninh biên đấm ngực rậm chân, hối hận không thôi. Đó là cường giả trẻ tuổi, nếu có thể đi theo hắn, nói không chừng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Hư, trang bức, ninh hải đông nhỏ giọng thì thầm, người rõ ràng thực lực mạnh như vậy, tại sao lại trốn cùng bọn họ, không phải trang bức là cái gì. Ba, đầu của hắn bị tát một cái, là ninh biên đánh lão gia tử rất tức giận ninh vũ phân buồn bã nói ca với thái độ của ngươi vừa rồi đổi một người khác đã sớm giết ngươi rồi vị lăng công tử này đã rất khoan hồng độ lược ngươi nên mang lòng cảm kích ninh hải đông còn muốn mạnh miệng hai câu nhưng nhớ tới thực lực hai bên tranh lệch như trời và đất hắn nói ra cũng có ích lợi gì lang hàn cất bước rời đi đừng nói chỉ là đàn sói cấp bậc chân ngã cảnh cho dù là tôn giả cũng bị hắn thu phục vì cái gì hắn có kèn lệnh đại đế thứ này có hiệu quả nhắm vào lang tộc, cho dù là đế tử cũng không thể chống cự. Cho nên, hắn có lòng tin làm hung lang cấp tôn giả phải vẫy đuôi như chó mừng chủ. Nghĩ tới cảnh đó, hắn có phần chờ mong, lại đi một lúc, hắn lại phát hiện một hòn đảo khác, nhưng hắn không có cảm giác phương hướng, cho dù đường hắn đi qua, hắn cũng không hình thành địa đồ trong thần thức, giống như có lực lượng vô danh ảnh hưởng đến hắn, làm hắn không thể kháng cự. Không bao lâu, đàn sói lại tới, vẫn là màu trắng, nhưng yếu nhược hơn trước rất nhiều, chỉ là cấp bậc chú đỉnh. Lăng Hàn không có xuất thủ, giết hung thú như vậy không có hiệu quả ma luyện chiến lực. Hắn trực tiếp lướt qua, phát động phượng dực thiên tường, cho dù là cấp tôn giả cũng không đuổi kịp hắn, nhiều lắm chỉ ngang tài với hắn mà thôi. Đám người đại hắc cầu đang ở nơi nào? Lăng Hàn bước đi, hắn có cảm giác mất phương hướng. Mấy ngày sau, hắn lại gặp ba người ninh biên. Ba người này không may, lại bị đàn sói truy sát, lần này vận khí của bọn họ quá kém, đàn sói chính là cấp bậc hóa linh cảnh không thể trốn hay tránh chỉ có thể chờ bị miểu sát bọn họ rất may mắn thế mà gặp được lăng hàn lăng hàn không do dự chỉ vung tay lên đàn sói bị tiêu diệt ba người ninh biên sống sót sau tai nạn bọn họ càng khiếp sợ thực lực của lăng hàn thật là đáng sợ chỉ một chiêu giết sạch mười mấy hung thú cấp bậc hóa linh cảnh thực lực mạnh tới mức không có thiên lý người còn trẻ như vậy tu luyện thế nào cảm ơn ninh vũ phân kịp thời cảm tạ Lăng Hàn cũng phi thân rời đi. Nơi này quá lớn, bọn họ hoàn toàn mất đi phương hướng, muốn tìm được đám người đại hắc quá khó khăn. Cho dù khó thì thế nào, vẫn sẽ bị hắn tìm ra. Đám lão hắc không có kèn lệnh đại đế, nếu gặp được đàn sói cấp giáo chủ, lại không có nơi tị nạn, bọn họ gặp nguy hiểm cũng dễ hiểu. Việc làm Lăng Hàn an tâm duy nhất chính là, ba tên này đều tu luyện phượng dực thiên tường, tốc độ cao hơn võ giả cùng cấp bậc không ít, cho nên bọn họ đều có năng lực sinh tồn. Nhất định phải kiên trì chờ hắn tìm được, lại mò mẫm vài ngày, Lăng Hàn đã gặp đàn sói cấp giáo chủ. Không nhiều, cũng chỉ có 7 con, nhưng tương đương với 7 tên giáo chủ liên thủ với nhau, việc này rất khủng bố. Lăng Hàn rất hứng thú, hắn xuất quyền tấn công, nhưng mà hắn thất vọng rồi, 7 con hung lang không đủ cho hắn đánh, chỉ đánh vài kích là tiêu diệt dễ dàng. Tại sao yếu như vậy? Không, là hắn quá mạnh. Lăng Hàn thở dài, hắn tiếp tục tiến lên, đây là mê cung siêu cấp rõ ràng bốn phương tám hướng đều có thể thông hành không trở ngại hết lần này tới lần khác lại không thể thoát đi lại qua ba ngày sau bỗng nhiên lăng hàn cảm ứng khí tức cường đại đang tiếp cận đây là đại thú cấp tôn giả lăng hàn rung động hắn nhìn thấy một cái bóng trong sương mù sau đó từ từ trở nên rõ ràng đó là con sói trắng cao ba trượng tôn giả nhưng mà lăng hàn cũng không khẩn trương tôn giả thì như thế nào chỉ cần hắn phát động phượng dực thiên tường đại thú cấp tôn giả cũng chỉ có thể nhìn theo cũng chỉ có một con, nhưng đại thú cấp tôn giả, một con còn không đủ sao? Con hung thú này nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nó há miệng lộ ra hàm răng trắng bóng. Lăng Hàn cười một tiếng, "Chó, ngồi." Hung lang giận dữ, mặc dù nó là hung thú, nhưng có thể trở thành tôn giả đều có chút trí tuệ, hoàn toàn có thể lý giải lời lẽ khinh miệt và chế giễu của Lăng Hàn, nó cảm thấy bị khiêu khích. Bởi vậy nó vung móng vuốt tấn công Lăng Hàn, Lăng Hàn bước đi, hắn lập tức tránh né sau đó lấy ra kèn lệnh đại đế và dùng sức thổi. Niệm lực của hắn giảm xuống, nhưng gợn sóng im ắng lại truyền ra ngoài. Hung thú đánh ra một vuốt rất mạnh, sau đó thu về, nó dừng lại bên chân lăng hàn, dùng đầu cọ lên chân lăng hàn, oanh, lực lượng cấp tôn giả chấn động. Đổi thành cấp giáo chủ khác, như vậy khẳng định sẽ bị đầu của hung lang cọ nát một chân, nhưng mà thể phách lăng hàn cường đại cỡ nào, bị hắn đỡ được. Nhưng thực sự hơi đau, chương 4966, tìm tới lão hắc, không sai thu hoạch một con hung thú cấp tôn giả làm sủng vật kèn lệnh đại đế tác dụng thật sự là nghịch thiên a lăng hàn vươn tay hắn ấn vào đầu của hung lang con hung lang này còn cao hơn lăng hàn nhiều bởi vậy lăng hàn đưa tay cũng với không đến nhưng hung lang lại chủ động cúi đầu từ đó lăng hàn có thể sờ đầu mà không tốn sức chút nào lăng hàn đi lục soát thần thức của hung lang đừng nhìn đầu hung lang này là cấp tôn giả nhưng ký ức lại vô cùng đơn giản trong ký ức của nó đến nay nó luôn sinh hoạt trong phiến xương mù này đối với nó mà nói xương mù là thuốc bổ tốt nhất có thể để nó không ngừng tăng lên tu vi giống như đây lang hàn kinh ngạc đường đường hung thú cấp tôn giả nhưng chỉ sinh hoạt trong xương mù lấy xương mù làm thức ăn không ngừng tăng lên tu vi nhưng hung thú dù sao cũng là hung thú cho nên khi có người ngoài xâm lấn thì nó sẽ dựa vào bản năng công kích trong trí nhớ của hung lang này hắn giết không dưới vài trăm người có chút làm cho lang hàn vui mừng có hung lang ở đây, hắn không cần sợ lạc đường trong sương mù. Cứ như vậy, hắn có hy vọng tìm được đám người đại hát cầu, không cần lại mò kim đáy biển. Ta lấy cho ngươi cái tên, lang hàn nghĩ nghĩ, ngươi tên là tôm bề bề. Hung lang không quan trọng, trí tuệ của nó thấp đến đáng thương, căn bản không biết tôm và sói khác nhau. Tôm bề bề, chúng ta đi, lang hàn nhảy lên lưng sói, hung lang mang theo hắn đi tìm đám người đại hát cầu. Mặc dù hung lang không biết đám người đại hát cầu ở đâu nhưng chỗ tốt có nó sẽ không lạc đường nói cách khác không cần đi đường rẽ vậy là được lăng hàn điều khiển hung lang tìm kiếm trong sương mù mấy ngày kế tiếp hắn có ấn tượng đại khái hắn đi lại trong vụ hải suốt ba ngày mà chiều dài cũng gần như như thế nhưng mà muốn lục soát toàn bộ khu vực này một lần vậy thì phải mất ít nhất ba ngày tới sáu ngày có khi còn lâu hơn rất nhiều hy vọng đám người đại hắc cẩu không nên chạy loạn lăng hàn nói trong lòng hai tháng dòng dã Lăng Hàn đã tìm được đám người đại hắc cầu. Xa xa còn không có nhìn thấy người, hắn liền nghe đến đại hắc cầu hô to gọi nhỏ. Đám gia hỏa các ngươi có phải nghĩ qua sông đoạn cầu? Đại hắc cầu nói lớn, Lăng Hàn cau mày, đám người lão hắc bị khi dễ sao? Hắn điều khiển hung lang từ từ tiến lên phía trước, phía trước có rất nhiều xác sói, vết thương khác nhau, có đau tổn thương, có kiếm thương, còn có chảo ấn, hiển nhiên chết trong tay nhiều người. Nhưng hung lang cũng không có trừ sạch, còn có bảy con đang gầm thét. Trên đảo, ba người đại hắc cẩu, Tiểu Thanh Long đang rằng co với 11 người ở đây, bọn họ bị bao quanh, trên người đều có vết thương. Giao ra đế thuật của các ngươi, nếu không, các ngươi muốn đi nuôi sói không? Một tên võ giả cười lạnh nói, Lăng Hàn giật mình, hắn hiểu ra, những người này đều ngấp nghé đế thuật trên người đám người đại hắc cẩu, đúng thế, đế thuật đủ làm người ta điên cuồng. Nhưng không nghĩ tới là, uy hiếp lớn nhất với đám người đại hắc cẩu không phải đàn sói, mà là đám người đi cùng. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt đáng sợ, được hắn thao túng, hung lang dưới trướng lặng lẽ tiến lên trong sương mù. Bởi vì góc độ, mấy người phía trước Lăng Hàn không có nhìn thấy, lúc con sói xuất hiện và tỏa ra khí tức cấp tôn giả. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người cảm giác bị đè nén. Không cần sợ, hung lang không có khả năng lên đảo. Một tên võ giả áo bào xanh trấn an mọi người, vừa vặn, đây chính là đại thú tôn giả, tùy tiện có thể xé hóa linh chân quân thành mảnh nhỏ các ngươi không còn giao ra đế thuật, liền sẽ các ngươi đuổi đi ra. Không cần rời đảo, chỉ cần rời khỏi khu vực trung tâm, các ngươi sẽ bị hung lang oanh sát. Cho nên, không muốn chết thì lập tức giao ra đế thuật. Ánh mắt những người này sáng rực, đế thuật dụ hoặc quá lớn, hơn nữa, nơi này có thể nói là bí cảnh thiên nhiên, về sau giết người diệt khẩu, ai biết đế thuật bị bọn họ chiếm được. Đại hắc cẩu hư khinh miệt, các ngươi cho rằng cẩu ra không biết, chỉ cần giao ra đế thuật thì ngươi liền sẽ giết người diệt khẩu. Hừ hừ, sắc chưa gật đầu không thôi, Tiểu Thanh Long ngẩng đầu lên, nói: Cùng lắm thì đánh một trận chiến mà thôi, cho dù chúng ta bị thương nhẹ, chiến lực giảm xuống, các người muốn xử lý chúng ta cũng bỏ ra không ít, cũng không biết trong các ngươi có kẻ nào chuẩn bị chôn cùng. Câu nói này rất khéo, đã biểu đạt quyết tâm tử chiến, lại châm ngòi quan hệ của 11 người, người kia. Người chết là chết vô ích, ai ngu như thế, nhưng mà, 11 người, người đã đạt thành hiệp nghị, đối mặt châm ngòi như thế lại không có tác dụng chuyện không dễ làm, a à, đám người đại hắc cẩu đồng thời sướng sờ, bởi vì bọn họ nhận được một thần thức truyền âm, trên mặt vui vẻ sau đó thu liếm. Lão hắc quyết định, cho dù chết cũng không cho các ngươi như ý. Đại hắc cẩu hiên ngang lẫm liệt nói, chúng ta đi, tiểu thanh long cũng hào phóng đi chịu chết, hừ hừ, sắc chư thì xem thường, các ngươi cứ chơi với nhau đi. Đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long quay người, sau đó tóm lấy sắc chư và đi ra ngoài đảo. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngây người, trong ấn tượng của bọn họ, đám người đại hát cầu rất sợ chết, tại sao đột nhiên kiên định như thế? Để bọn chúng đi, một người cười lạnh nói, chỉ cần hung lang công kích, bọn chúng sẽ chật vật quay về và mở miệng cầu xin tha thứ. Mọi người đều gật đầu, đám người đại hát cầu gặp hung lang hóa linh cảnh còn có chút hy vọng sống, có thể giết ra một con đường máu chạy trốn, nhưng mà hiện tại xuất hiện một hung lang cấp tôn giả. Nói giỡn, nếu có thể chạy trốn trước mặt hung lang cấp tôn giả, đây chính là chuyện đầm rồng hang hổ. Một bước, hai bước, ba bước, đám người đại hắc cẩu rời xa khu vực trung tâm, tất cả hung lang chỉ ngồi nhìn, không có một con nào phát động công kích. A, à, đây là chuyện gì? Mười một người trên đảo giật mình, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chẳng lẽ đám yêu lang đối đãi với đám người kia như đồng loại? Con chó còn nói qua, sói không phải ăn heo hay sao? Tính tình đại biến, ăn chay rồi. Lúc đi tới khu vực biên giới, đại hắc cẩu ngừng lại, sau đó quay người. Đồ con rùa, các người còn muốn đế thuật của cậu ra không? Cái này, mọi người đều nhe răng, hoàn toàn không thể tiếp nhận thực tế như vậy. Có người thử đi tới, nhưng vừa đi ra khỏi khu vực an toàn đã bị hung lang tấn công, hung lang phun ra một đạo ngân quang tấn công hắn. Người kia vội vàng lui về phía sau, rút về khu vực an toàn. Bọn họ sợ hãi, đàn sói không có đổi tính ăn chay, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. mươi 4967, cút ra ngoài. Đồ con rùa, giật mình sao đại hắc cẩu cười to cẩu ra là ai cho đúng đầu đám sói huyết mạch cao quý trời sinh áp đảo lang tộc hắn bắt đầu khoác lác trước đó người bị đám sói truy sát chật vật tại sao lúc ấy không thấy ngươi trang bức tất cả mọi người không hiểu vì cái gì hiện tại đàn sói không công kích đám người đại hắc cẩu đám cặn bã các người dám uy hiếp long ra tiểu thanh long cũng là kẻ miệng lưỡi độc ác hắn chỉ vào đám người hiện tại giờ đến phiên long ra bão nổi đến lên cho long ra, cắn chết những vương bát đàn này. Đáng tiếc, đàn sói vẫn vây quanh đảo, không có một con nào nghe lệnh tấn công. Tiểu thanh long thẹn quá hóa giận, quá ức hiếp long ra mà. Ha ha, thằn lằn, ngươi không làm được rồi. Đại hắc cẩu chế diễu, các ngươi đủ chưa, trong người một người, một tên nam tử trung niên nói. Rốt cuộc là trò quỷ gì, làm rõ đi, như thế có ý sao? Đại hắc cẩu hừ hừ, cẩu ra từ trước đến nay đều không phải là người chịu thua thiệt, nếu các người ép chúng ta rời đi, hiện tại là lúc các người tự ăn ác quả. ha ha ha, người một người đều cười to. mặc dù bọn họ không biết vì cái gì đàn sói không công kích đám người đại hắc khẩu, nhưng mà 11 một người bọn họ liên thủ chiến lực đã hơn xa đám người đại hắc Cẩu nếu không cũng không dám bước bách như lúc trước. các người dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? những người này cười nói. bằng ta, một giọng nói truyền ra từ lưng của con sói cấp tôn giả. a, à, những người này đều giật mình cái gì, lại xuất hiện hung thú khai hóa trí tuệ. Một khi khai hóa trí tuệ, vậy thì nó không phải là hung thú, mà là yêu thú. Yêu thú và võ giả khác với hung thú, có thể chủ động tu luyện, có thể vận dụng tiên thuật, thậm chí sau khi hiển hóa nguyên hình thì lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ đều hơn xa võ giả cùng dai. Đại yêu cấp tôn giả kinh khủng cỡ nào, sau đó, thân thể hung lang hạ thấp xuống giống như nằm dạp. Đám người hiếu kỳ chẳng lẽ hung lang đang hành lễ với bọn họ. Tiên lễ hậu binh. Ách, đây là trò cười, đại yêu cấp tôn giả hành lễ với bọn họ. Nhưng mà, cảnh kế tiếp làm bọn họ giật mình không nhỏ. Chỉ thấy trên lưng hung lang có một người đang ngồi, bọn họ thế mới biết, cũng không phải hung lang khai hóa trí tuệ, mà là có người nói chuyện. Nhưng việc này càng làm bọn họ giật mình, đây chính là hung thú cấp tôn giả, hơn nữa chính là bởi vì là hung thú, căn bản không có khả năng sinh ra kính sợ gì đó, làm sao có khả năng thu làm thú sủng. Không thể tưởng tượng nổi khó mà tin được, tiểu hàn tử, đám người đại hắc cẩu lao ra, tiểu tử ngươi cũng tiếp được chúng ta phát tin tức, cái gì, bọn họ quen biết, rốt cuộc bọn họ đã biết rõ vì cái gì đàn sói không có công kích đám người đại hắc cẩu. Bởi vì có một gia hỏa hung ác thu hung lang cấp tôn giả làm thú sùng. Trong thời gian ngắn, bọn họ cảm giác toàn thân run rẩy Đắc tội một kẻ hung ác như thế, bọn họ còn đường sống không? Lăng Hà gật đầu, sau đó cười lạnh, các ngươi rất mạnh đúng không, tại sao lại cầu cứu ta? hắc hắc hắc, ba người đại hắc cầu có da mặt rất dày, làm sao để ý, tất cả đều nở nụ cười vô lại. Lăng Hàn chỉ nói mà thôi, cũng không thật của trách. Nhưng người một người trước mặt thì sao? Lăng Hàn mở miệng, nói, còn chưa cút, những người này quá ghê tởm, vốn nên đồng tâm hiệp lực, khi đó có thể giết tới nơi an toàn, về sau lại qua sông đoạn cầu, còn ngấp nghé đế thuật trên người đám đại hắc cầu, hành động như vậy đã chọc giận Lăng Hàn. Thế gian đã đủ hắc ám, tại sao không thể nhiều quang minh một chút? mười một người hai mặt nhìn nhau đều lắc đầu nói giỡn, hiện tại bọn họ mà ra ngoài không phải sẽ bị hung lang xé thành mảnh nhỏ đó là chịu chết bọn họ lại không ngốc các hạ người đừng khinh người quá đáng tu vi của ngươi không vượt qua chúng ta ngươi chỉ có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù ngự thú mà thôi cho nên chỉ cần chúng ta không rời khỏi khu vực an toàn cho dù ngươi có thú sủng cấp tôn giả cũng không làm gì được chúng ta những người này dì tai thì thầm với nhau sau đó nói với lăng hàn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, Lăng Hàn lắc đầu, hắn nhanh chân đi vào trong đảo. 11 người đều cảnh giác, bọn họ không nhìn ra sâu cạn của Lăng Hàn, đương nhiên không dám khinh thường. Lăng Hàn xuất ra một chỉ, bành, bỗng nhiên đầu của một người trong đó nổ tung. Khốn kiếp, thấy cảnh này, 10 người còn lại cảm giác toàn thân phát lạnh. Trời ạ, à, đây là một vị cường giả giáo chủ, mặc dù bọn họ có 10 người, nhưng đối đầu với giáo chủ. Thật có lỗi, khẳng định sẽ bị miểu sát. Thấy Lăng Hàn vươn tay lên, 10 người như hồn phi phách tán, nhao nhao lao ra khỏi đảo. Bọn họ chạy rất phân tán, như thế, cho dù bị truy kích cũng có vài người còn sống. Về phần ai có thể chạy thoát phải xem vận khí, nhưng mà, bọn họ lại quên, nơi này có đại thú cấp tôn giả. Hung Lang lao tới, nó chỉ nhảy 10 lần đã cắn chết 10 người. Tôn giả xuất thủ, tự nhiên không có bất cứ sai sót gì. Thật sự là hả giận, Đại Hắc Cẩu oán hận nói, trước đó hắn kể vai chiến đấu với đám người này kết quả lại bị người ta đâm sau lưng, đổi thành ai cũng thức điên, đừng nói đó là đại hắc cẩu. Đi thôi, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây. lang Hàn vẫy tay, hắn ra hiệu cho đám người đại hắc cẩu ngồi trên lưng sói. Hắc hắc, người trong tộc, vất vả, đại hắc cẩu còn chào hỏi hung lang. Hung lang thu hồi uy nghiêm tôn giả, hung lang quay đầu chạy đi. Lang tộc đẳng cấp xâm nghiêm, hung lang cấp tôn giả hoàn toàn có thể ra lệnh cho lang tộc hạ đẳng tự sát, cho nên bảy con hung lang hóa linh cảnh chung quanh như được đại xá và chạy đi lang hàn cũng điều khiển cự lang đi thẳng về phía trước hắn không cần biết rõ phương hướng chỉ cần cự lang không lạc đường là tốt rồi liên tiếp sẽ ra khỏi sương mù đến lúc đó hắn sẽ bình yên rời đi hung lang lao đi cực nhanh giống như một vệt sáng dù sao cũng là tôn giả hung lang tôn giả mở đường đương nhiên đường đi rất thông suốt hai ngày sau đột nhiên hung lang dừng lại a à, lang hàn nhìn về phía trước mơ hồ xuất hiện một bóng người đi tới hắn kỳ quái bởi vì hắn cũng không có hạ lệnh bảo hung lang dừng lại chẳng lẽ phía trước có người làm cho hung lang kiêm kỵ tới mức không dám tiến lên tôn giả thậm chí thánh nhân lúc này người phía trước tới gần rất nhanh một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt lăng hàn bởi vì quan hệ tới vị trí hắn ngẩng đầu nhìn lăng hàn gương mặt mang theo tự tin hoàn toàn không có chút cảm giác giật mình ngươi là ai ngươi là ai hai người gần như đồng thời hỏi đối phương, chương 4968, đế vô cực. Người trẻ tuổi kia tươi cười, nói, làm vì chủ nhân nơi đây, ta nghĩ ta có tư cách hỏi lai lịch của ngươi. Cái gì, hắn là chủ nhân nơi đây, lăng hàn giật mình, đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn lại tin tưởng, vì cái gì, bởi vì phản ứng của cự lang, người trẻ tuổi này là giáo chủ, hắn có thể trăm phần trăm khẳng định, cho nên nói, có thể làm cho cự lang chủ động dừng bước, tuyệt đối không phải bởi vì thực lực của người trẻ tuổi mà là đầu cự lang này nhận ra đối phương vấn đề là hắn không tìm thấy bất cứ tin tức gì của người trẻ tuổi này trong trí nhớ của cự lang giống như thuần túy chỉ là bản năng đã làm đầu cự lang này sinh ra kính nể thú vị lăng hàn suy nghĩ trước đó xuất hiện tuyệt địa như huyết hải âm hà chẳng lẽ nơi này cũng là nơi như vậy ta tên là lăng hàn hắn cười nói lăng hàn người trẻ tuổi này kinh ngạc sau đó hắn tươi cười nghe nói qua ngươi nhưng trong đồn đãi thì ngươi đã chết. Lang Hàn cười ha ha, đồn đại còn nói ta rất vô sỉ. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, sắc chưa cùng nhau trợn trắng mắt, ngươi thực sự rất vô sỉ, hoàn toàn không có quan hệ gì tới đồn đãi. Người trẻ tuổi đối diện gật gật đầu, nói, tại hạ là đế vô cực, đế, họ đế chỉ có một, chính là lang tộc yêu hoàng. a à, nơi này tất cả đều là sói, thậm chí có đại thú cấp tôn giả, chẳng lẽ đây là yêu lang đế tộc sao? Xin hỏi đế huynh, nơi này là địa phương nào lang hàn hỏi đế vô cực cười nhạt một tiếng lang huynh đã đoán ra một hai nhưng nơi này không phải là yêu lang đế tộc mà là vùng đất khác ta cũng muốn biết vì cái gì lang huynh lại có thể khống chế lang tộc hắn tự nhiên biết rõ đàn sói của gia tộc hung tàn cỡ nào trừ huyết mạch bản thân hắn có thể áp chế những người khác không có khả năng điều khiển lang hàn suy nghĩ thật nhanh nơi này không phải yêu lang đế tộc nhưng nơi này có vô số đàn sói hơn nữa hắn có cảm giác mất phương hướng chẳng lẽ có quan hệ tới trận pháp đế cấp trừ đế tộc ra chỗ nào có trận pháp đế cấp hơn nữa hắn đào ba thước đất lòng đất có khí thức đáng sợ phun trào tùy tiện có thể làm hắn bị thương cho nên nói nơi này lại không phải yêu lang đế tộc hiển nhiên đế vô cực không có khả năng nói thẳng với hắn nếu không đối phương khó vượt qua đề tài này lang hàn cười một tiếng hắn nói a à, ta trời sinh dị năng tự ý không bách thú hắn cố ý quét mắt đại hắc cẩu Tiểu Thanh Long cùng sắc trư ba tên này làm sao không rõ lập tức nhao nhao làm ra thái độ cung kính. Gâu, ngang, cô, chó sủa, long ngâm, heo kêu giống như đang thần phục lăng hàn. Đế vô cực đột nhiên hắn có cảm giác phát điên. Người ra bài không theo lẽ thường, mặc dù ba tên này đều là hình thú nhưng nhìn là biết yêu thú chứ không phải hung thú. Cái gọi là am hiểu khống thú, căn bản không có chuyện khống chế. Ha ha, đồn đại không giả, người quả nhiên rất vô sỉ. Đế vô cực thở dài, lăng hàn chứng chạc đàng hoàng, hắn mắng một cách hiên ngang lẫm liệt. Ai nói, là ai nói, ta muốn lý luận với hắn, tại sao có thể ác ngứ hãm hại sau lưng ta. Ba người đại hắc cẩu đều cười ha ha, nếu ngươi không vô sỉ, trên đời này không có người nào vô sỉ hơn ngươi. Đế vô cực lắc đầu, hắn không dây dưa vấn đề này, nói. Trên người lăng huynh, hẳn là có một cái kèn lệnh đúng không? Hả, lăng hàn giật mình, hắn nắm giữ kèn lệnh cũng không có ngoại nhân biết thậm chí, khi đó hắn lấy kèn lệnh khống chế đế la, yêu lang đế tộc vẫn làm ngơ và không biết là chuyện gì. Nhưng đến chỗ đế vô cực, hắn làm sao đoán được. Hắn đã sớm hoài nghi, kèn lệnh đại đế vô cùng có thể là lang hoàng lấy xương cốt bản thân chế tạo, cho nên mới có thể bỏ qua bảo khí của lang tộc đại đế, từ đó có hiệu lực với đế tử. Nhưng làm hắn kỳ quái là, yêu lang đế tộc lại không biết gì về việc kèn lệnh đại đế, ngược lại tới chỗ đế vô cực, hắn lại nói ra bí mật của kèn lệnh đại đế. Khốn kiếp! Chẳng lẽ đế vô cực đến từ thời kỳ viễn cổ, cho nên hắn biết rõ rất nhiều bí mật bất truyền của lang tộc. Không có chuyện đó, lang hàn suy nghĩ thật nhanh, hắn trả lời không chút do dự. Cái kèn lệnh thì có thể làm được cái gì, có thể khống chế lang tộc sao? Đế vô cực cười ha ha, kèn lệnh này là gia phụ rút xương cốt luyện chế mà thành, cho nên có hiệu quả áp chế lang tộc. Gia phụ, đại hắc cầu, tiểu thanh long, sắc chưa nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi gia hỏa này là thân tử của lang hoàng trời à mặc dù thế hệ hoàng kim danh xương đuổi kịp đại đế năm đó về sau từng người bị đánh bại liên tục bị các lão thiên tài như dương dịch hoàn xem thường cho rằng bọn họ thiếp vàng lên mặt mình hoàn toàn kém xa đại đế khi đó nhưng bây giờ đứng tại trước mặt bọn họ chính là thân tử của đại đế đây chính là tồn tại tương tự tiểu thanh long tiểu hồng điều hơn nữa lúc phát dục còn rất bị ổi ở trong bí cảnh này không thiếu tài nguyên tu luyện không giống tiểu thanh long hắn vừa xuất thế đã không còn phụ thân lang hàn gật đầu thì ra là thân tử của đại đế đế vô cực cũng không có phủ nhận hắn nói lang huynh có thể giao kèn lệnh cho ta không đương nhiên ta sẽ dùng bảo vật đổi với lang huynh bảo vật gì lang hàn trực tiếp hỏi nói đến mức này hắn muốn nói trên người không có kèn lệnh đại đế thì quá giả dối cho nên hắn trực tiếp cho thấy thái độ đế vô cực nghĩ nghĩ lang huynh hiện tại là giáo chủ Ta tặng cho Lăng huynh 7 phần tiên khí bát tinh thế nào? Tiên khí chính là thứ Lăng Hàn vô cùng cần, hơn nữa tiên khí bát tinh, hắn có thể luyện chế một chút là có thể đạt tới cửu tinh. Vấn đề là, cho dù tăng phẩm chất tiên khí lên một bậc là bản lĩnh của Lăng Hàn, như vậy, 7 phần tiên khí bát tinh muốn đổi một kiện bảo vật do đại đế tự tay luyện chế. Lăng Hàn khẳng định sẽ thua thiệt, hơn nữa là thiệt thòi lớn. Hắn nghiêm túc nói, đế huynh, người quá bất hiếu. A, à, tại sao ngươi xoay chuyển vấn đề nhanh như thế? khóe miệng đế vô cực co giật, sau đó trầm ngâm nói. Ta bất hiếu chỗ nào, nếu kèn lệnh là di vật tôn phụ của đế huynh, đừng nói bản thân là bảo vật, cho dù cái giải rách cũng đáng giá đế huynh tiêu phí tất cả để đổi. Lăng Hàn nghiêm túc nói, vẻ mặt hắn còn tức giận. Đế huynh càng phải tiêu phí nhiều với di vật như kèn lệnh, càng chứng minh đế huynh có hiếu tâm, người nói có đúng hay không. Đế vô cực im lặng, người có cần vô sỉ như thế không? Đồng ý đi, vậy thì chờ Lăng Hàn dùng công phu sư tử ngoạm đi, Thế nhưng không đồng ý, chẳng phải hắn ngồi vững cái danh bất hiếu. Hắn lắc đầu, nói: "Lang huynh, ta rất bội phục công phu miệng lưỡi của ngươi." Đúng thế, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cùng sắc chư đều âm thầm gật đầu, nhưng Đại Hắc Cẩu lập tức nói xen vào, nói: "Đại huynh đệ, người trong cuộc đời này, chữ hiếu là lớn nhất." Đại huynh đệ, khóe miệng đế vô cực co giật, mặc dù hắn là lang tộc, nhưng nhìn ngươi mặc đồ lót sắt, vừa nhìn đã biết ngươi là tiện cẩu không đứng đắn chương 4969, động thủ, đại hắc cầu như nhìn thấy tâm phúc, giống như thật xe, đế vô cực thành huynh đệ trong tộc. Tốt nhất, đế vô cực cũng trở về hình sói, bọn họ đụng cái mũi một cái, lắc lắc cái đuôi, chẳng phải sẽ rất hòa đồng với nhau hay sao? Sắc mặt đế vô cực ét khó coi, lòng dạ của hắn cực sâu, dù sao cũng là thân tử của đại đế, công phu hàm dưỡng có thể kém hay sao? Lại nói, hắn trải qua các thời kỳ khác nhau, tích lũy của hắn các đế tử bình thường có thể sánh bằng hay sao? nhưng mà hiện tại hắn có chút phát điên lang hàn đại hắc cẩu đều ra bài không theo lẽ thường hắn sống lâu như thế nhưng chưa gặp kẻ vô sỉ như hai gia hỏa này hắn hít sâu một hơi nói mười phần tiên khí bát tinh lang hàn lộ ra vẻ mặt không vui phất tay nói đế huynh người quá bất hiếu với tôn phụ bất kính với lang hoàng đại nhân con người của ta ghét nhất người bất hiếu hắn quay đầu liếc mắt nhìn đám người đại hắc cẩu chúng ta đi khốn kiếp đế vô cực đã không nhịn được biến sắc nói, Lăng Huynh, người cũng không nên quên, đó là vật của đế gia ta. Đế Huynh nói như vậy cũng không đúng, Lăng Hàn nghiêm túc nói, trên kèn lệnh không có vết đây là đồ của đế gia. Lại nói, ta không ăn trộm không cướp, bằng bản lĩnh đạt được, đương nhiên thuộc về ta. Nếu đế Huynh nói như vậy, phàm là đồ vật của ta, ta có thể muốn trở về, ta bán đồ đạc cho ngươi, lại thu hồi về, lại bán cho ngươi, lại thu hồi về. Hắn nói một hơi rất nhiều lần ngươi bán lại thu hồi, sau đó dừng một chút, nhìn về phía đại hắc cẩu. Hắn thiếu ta bao nhiêu tiền rồi? Đại hắc cẩu giả vờ giả vịt, nắm chặt đầu ngón chân và đếm, sau đó nói. Đã có mười mấy vạn phần tiên khí, Lăng Hàn gật đầu, vậy chúng ta yêu đãi một chút, xóa số lẻ, mười vạn phần đi. Đế vô cực đã nổi giận, trên trán của hắn có gân xanh nổi lên, oanh, khí tức đáng sợ phun trào, phía sau hắn xuất hiện hư ảnh ngôi sao và tỏa ra lực áp bách đáng sợ. Đế tử không đơn giản, Lăng Hàn rung động, gia hỏa này tuyệt đối là cùng đẳng cấp với Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, thậm chí còn mạnh hơn một đoạn, có thể so sánh với đám người đinh thụ, vạn đạo khi cùng dai. Nhưng Lăng Hàn không sợ, hắn hiện tại đã là giáo chủ lục tinh, không nói đánh khắp giáo chủ không có đối thủ, ách, trên thực tế cũng sắp xỉ. Lăng Hàn, cảnh cáo một lần cuối cùng, không nên ép ta. Đế vô cực đã rất tức giận, đại huynh đệ, người thế nào, làm gì nổi trận lôi đình như thế, ai, có vấn đề gì cứ nói đi, xem tình nghĩa cùng một mạch, cẩu gia nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nói ra, ngươi không nói cẩu gia làm sao biết. Mặc dù ngươi dùng ánh mắt áp bách nhìn cầu gia, nhưng nên nói cứ nói ra đi. Ngươi không nói ra, cẩu gia cũng không phải con run trong bụng của ngươi, làm sao có thể biết rõ chứ. Cho nên, ngươi phải nói ra, đại hắc cầu lúc này không ngừng châm dầu vào lửa, miệng nói hưu nói vượn. Đế vô cực tức giận gương mặt biến hóa không ngừng, hiện tại hắn thực sự muốn giết người a à không, giết chó. Hừ, các ngươi muốn chết, hắn quát một tiếng, huyết mạch bộc phát, cự lang cấp tôn giả cũng bị ảnh hưởng. Huyết mạch của hắn trời sinh có thể áp chế bất kỳ lang tộc nào, đây là năng lực của thân tử đại đế. Nhưng mà, cự lang lại bị kèn lệnh đại đế khống chế, đó là khống chế trí cao vô thượng. Trừ phi lang hoàng phục sinh đích thân đến, nếu không, hai loại lực khống chế khó phân cao thấp. Cho nên, cự lang rất khó khăn, nghe ai bây giờ? Mặc dù nó là cấp tôn giả nhưng trí thông minh chẳng khác gì tiểu hài từ 5 tuổi, cho nên nó rất khó xử. Đế vô cực thấy thế, hắn cau mày, đúng như hắn suy nghĩ, nhưng mà không có thấy tận mắt chứng nhận thì hắn còn phải thử một lần. Một chiêu này mặc dù không dùng được, nhưng không sao, thực lực của hắn có thể nghiền ép tất cả, cùng lắm thì tự tay giải quyết mà thôi. Hắn ra tay bắt lấy Lăng Hàn, ong ong ong, một đạo đạo quy tắc xuất hiện, tổng cộng có 18 đạo. Lợi Hải, bởi vì gia hỏa này là giáo chủ Cửu Tinh, nhưng thiên phú võ đạo cũng cao tới mức không thể tưởng tượng nổi, thực sự có thể so sánh với đám người đinh thụ. Chỉ từ chiến lược mà nói, đây là giáo chủ mạnh nhất mà Lăng Hàn nhìn thấy, không tính những gia hỏa đã là tôn giả áp chế xuống giáo chủ. Đáng tiếc là, đối thủ của hắn là Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, hắn xuất quyền đáp lễ. Oanh, một quyền có 19 đạo quy tắc. Cái gì, đế vô cực giật mình, hắn chố mắt nhìn. Làm sao có thể chứ? 19 đạo quy tắc lục tinh, quả thực không thể tin được. Nhưng hắn là giáo chủ cửu tinh, cho nên cho dù cảnh giới lang hàn tương đương với hắn cũng nhiều hơn hắn một đạo quy tắc. Nói cách khác, thiên phú võ đạo của lang hàn cao hơn hắn. Hắn không thể tin được, hắn là ai, thân tử của lang hoàng, từ nhỏ đã đạt được đại đế tận tâm chỉ bảo, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, đánh nhau cùng cấp, hắn có thể nói là thiên hạ vô địch. Hiện tại, có người còn yêu nghiệt hơn hắn, mặc dù chỉ là một sao tranh lệch, nhưng không bằng chính là không bằng, không có gì lấy cớ lập tức hắn sát khí bộc phát rất mạnh nhất định phải làm thịt lăng hàn ở trên quy tắc hắn thật sự kém lăng hàn một chút nhưng chiến lược cũng không phải do quy tắc quyết định thuộc tính của hắn còn mạnh hơn một chút yêu lăng thôn nguyệt đế vô cực hét lớn một tiếng thân thể biến lớn cực nhanh sau đó há to miệng thôn vệ lăng hàn lăng hàn hừ một tiếng mặc kệ ngươi có công pháp gì ta xuất một quyền vô địch có thể phá tất cả oanh hắn đã đi ra con đường của mình một quyền một cước đều có thể so sánh với đế thuật lực quyền đáng sợ bộc phát quy tắc hóa thành thần binh vô tận và đánh nát cái miệng lớn đế vô cực khôi phục nguyên hình khóe miệng chỉ còn lại vết máu tuyệt chiêu của hắn bị một quyền của lăng hàn đánh nát tự nhiên phản vệ đến bản thân nhưng hắn cũng đủ cường đại bởi vậy hắn cũng chỉ bị thương nhẹ việc này cũng làm hắn chấn kinh yêu lang thôn nguyệt chính là đế thuật chỉ cần bị hắn nuốt vào sẽ bị tước đoạt đại lượng tinh huyết từ đó chiến lực giảm xuống rất mạnh chỉ cần chúng thêm mấy lần sẽ xong đời một chiêu này có thể nói lần nào cũng đúng, không biết xử lý bao nhiêu kinh địch. Thế nhưng mà, đối mặt Lăng Hàn, đế thuật này bị tùy tiện hóa giải. Ta đã xem thường ngươi, đế vô cực gật đầu, xem ra không thể dùng chiêu thức là có thể đánh bại Lăng Hàn. Hắn hừ một tiếng, tấn công Lăng Hàn lần nữa, hư ảnh bảo ngôi sao sau lưng giống như chư thiên chiếu rọi, từ đó lực lượng tăng lên vô hạn. Bành, Lăng Hàn và đế vô cực đấu với nhau một kích, lực lượng đáng sợ ập tới và bị đánh bay ra ngoài. T, lực lượng thật mạnh, lăng hàn ổn định thân hình, hắn cảm thấy mình suýt nữa đã thổ huyết. Hắn kinh ngạc, cho dù cảnh giới không bằng đế vô cực, tối đa chỉ kém ba tiểu cảnh giới. Nhưng mà, lực lượng một kích này tranh lệch ít nhất 10 tinh trở lên. Chương 4970, bảy ngôi sao, đến hóa linh cảnh, nhất là giáo chủ và lên cao hơn, tầm quan trọng của lực lượng đã thua xa quy tắc, quyết định chiến lực cao thấp của võ giả khẳng định là dùng quy tắc quyết định. Nói là nói như thế, nhưng mà, nếu như phương diện quy tắc tương đương có thể lực lượng tranh lệch tương đương với tôn giả đối với giáo chủ. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn hiện tại cũng cảm giác, lực lượng đế vô cực vượt qua hắn ít nhất 10 tinh, giống như tôn giả đang oanh kích hắn. Nhưng mà, giáo chủ làm sao có thể nắm giữ lực lượng mạnh như thế? Lăng Hàn nhìn bảy ngôi sao sau lưng đế vô cực, chúng hoàn toàn ngưng thực và tỏa ra khí tức âm trầm. Vấn đề nhất định xuất hiện ở chỗ này, thấy Lăng Hàn nhìn chầm chầm vào ngôi sao của mình, đế vô cực cười ngạo nghễ. Đây là gia phụ dùng lực lượng vĩ đại luyện hóa bảy ngôi sao, từ đó đặt vào trong cơ thể của ta, có thể không ngừng cung cấp lực lượng thiên địa cho ta. Hóa, đại hắc cẩu, tiểu thanh long, sắc chư cũng biến sắc, quá biến thái. Phải biết, một ngôi sao nổ tung, cho dù là tôn giả cũng bị đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được, một ngôi sao ẩn chứa sức mạnh lớn cỡ nào. Đương nhiên, đâu không phải là nổ tung, mà là tiếp tục vận chuyển lực lượng, khẳng định sẽ kém hơn rất nhiều, nhưng mà, có tất cả 7 ngôi sao như thế, lực lượng cung cấp rất đáng sợ. Tin tưởng bởi vì đế vô cực chỉ là giáo chủ, cho nên có thể tiếp nhận lực lượng có hạn, bằng không hắn bước vào tôn giả, tất nhiên có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng, khi đó lực lượng bộc phát sẽ mạnh hơn rất nhiều. Quy tắc của ta kém người một bậc thì thế nào, lực lượng là nghiền ép tuyệt đối. Lang Hàn lộ ra chiến ý hừng hực, đánh nhau cùng cấp hắn gần như vô địch, dù là dương dịch hoàn, phong diệu lăng cũng không bằng, hắn có thể sánh ngang bá chủ nguyên thế giới như thủy nhất, đinh thụ, cho nên hắn gần như đã vô địch trong cùng giai. Dù đám người đinh thụ muốn chiến với hắn, không chiếm ưu thế ba bốn cảnh giới là không được. Hiện tại, đế vô cực nắm giữ lực lượng mang tính nghiền ép, hắn hoàn toàn không địch lại nhưng chiến ý lại bốc lên hừng hực. Đến, lang hàn thét dài một tiếng, hắn phát động phượng rực thiên tường, tốc độ của hắn nhanh chóng và quay vòng quanh đế vô cực, sau đó hắn xuất quyền liên tục. Hắn phát huy sở trường và tránh sở đoản, không có đối địch chính diện với đế vô cực, từ đó có thể phát huy uy thế của mình, đánh ra quy tắc hóa thành thần mang, cũng tự tay chém kinh địch. Đế vô cực kinh ngạc, chân hoàng thân Pháp, người cũng có đại khí vận, thế mà đạt được chân hoàng truyền thừa. Đây là bảo thuật ngay cả phụ thân của hắn cũng muốn có, đáng tiếc lại không có duyên phận. Người dựa vào thứ này là có thể đánh bại ta sao? Hắn cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hai mắt mở to, quát lớn. Định, ông, bảy ngôi sao cùng nhau phát sáng, lực lượng đáng sợ bộc phát. Lập tức, không khí bốn phía vô cùng ngưng thực lực lượng vô tận hóa thành thực chất tốc độ của lăng hàn càng nhanh bảy ngôi sao đồng thời tác dụng không gian bốn phía đang đông cứng cho dù là phượng dực thiên tường cũng bị ảnh hưởng rất lớn không có biện pháp lực lượng đế vô cực tuyệt đối bước vào cấp tôn giả hiện tại sử dụng đại cảnh giới tiến hành nghiền ép tự nhiên có thể tạo thành ảnh hưởng lên lăng hàn ha 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 đế vô cực cười to hắn xuất trưởng vỗ vào người lăng hàn oanh lực lượng vô tận chấn động tầng tầng đè ép Tất cả đều hóa thành thực chất, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Lang Hàn bị hạn chế tốc độ, bọn họ không tránh được một kích này, cuối cùng bị quét đến bay, thân thể rơi xuống đất. Đáng sợ, Lang Hàn rơi xuống mặt đất, oa, wow, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đám người đại hắc cẩu, tiểu thanh long đều lo lắng, bọn họ tin tưởng đánh nhau cùng cấp, Lang Hàn tuyệt đối có thể nghiền ép đế vô cực. Nhưng người ta là thân tử của đại đế, cũng luyện hóa 7 ngôi sao vào trong cơ thể. Trên thực tế, nếu đế vô cực bước vào thánh cấp ưu thế lực lượng sẽ không còn, bởi vì một kích của thánh nhân có thể hủy diệt ngôi sao lẫn ngôi sao, tranh lệch này quá lớn, bảy ngôi sao cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà, ở cấp giáo chủ và tôn giả, bảy ngôi sao này sẽ gia tăng lực lượng đế vô cực lên diện rộng, từ đó tạo thành đả kích nghiền áp lên đối thủ. Lăng Hàn chỉ bị thổ huyết, không có bị một kích miểu sát, hắn có tu luyện thiên long đế kinh, cho nên có thể hóa giải một bộ phận đả kích. Nếu đổi thành giáo chủ khác, chỉ sợ đã sơm bị miểu sát thứ này không thể xem là chiến lược bản thân đế vô cực, nhưng ai bảo hắn có phụ thân là đại đế chứ? Than lăn, vì cái gì ngươi không thể áp chế như thế? Đại hắc cầu hỏi tiểu thanh long, tiểu thanh long im lặng, hắn còn chưa xuất thế thì lão tử đã chết, hắn có thể làm cái gì? Lăng hàn, thiên phú của ngươi rất kinh người, nhưng mà, trước mặt nội tình đại đế, ngươi tính là cái gì? Đế vô cực cao ngạo nói ra, lăng hàn cười nói, thứ này lại không phải thực lực của ngươi, lại nói, ta còn chưa thua hắn cất bước tiến lên, hắn xuất ra một quyền. Lần này, hắn vận dụng quy tắc thất tinh, mặc dù chỉ có hai tia. Đế vô cực cười lạnh, quá ngu xuẩn, biết rất rõ lực lượng của hắn có tính nghiền ép, thế mà còn muốn ngạnh kháng. Người bị ngu xuẩn hay sao? Hắn xuất ra một kích, một kích tùy ý nhưng lực lượng rất kinh người, uy lực một kích này mạnh đến mức khó tin. Lang Hàn không lùi, hắn liên tục xuất quyền, quyền của hắn hóa thành một quyền màu vàng cực lớn, còn dùng tốc độ cực nhanh đấm vào một trường của đế vô cực. Bành nắm đấm màu vàng óng đánh vào trường lực, lực lượng khủng bố đánh một trưởng của đế vô cực vỡ nát. Cho dù ngươi một đạo quy tắc thì sao, lực lượng chênh lệch quá lớn, ngươi vẫn bị nghiền nát. Nhưng mà, sau khi một trưởng của mình bị vỡ nát, nắm đấm của Lăng Hàn đã đánh thẳng vào người đế vô cực. Cái gì? Đế vô cực sướng sờ, hắn cả kinh và sợ hãi không nói thành lời. Làm sao có thể? Rõ ràng lực lượng Lăng Hàn cũng không hề có biến hóa, số lượng quy tắc cũng chỉ là 19 đạo vì cái dị uy lực một quyền của đối phương tăng vọt, có thể oanh phá công kích của hắn. Xeo, một quyền này đã đánh tới. Hắn không có chuẩn bị, quá tự tin, bởi vậy hắn không kịp tránh né và bị đánh trúng. Ngô, hắn kêu lên thảm thiết, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy giữa bụng xuất hiện lỗ máu, đó là nơi bị một quyền của Lăng Hàn đánh nát. Lại nhìn Lăng Hàn, hắn cũng bị lực phản chấn đánh bay, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này có thể tính là lưỡng bại câu thương. Tốt, đại hắc cầu, Tiểu Thanh Long đều hét lớn, ba gia hỏa này hưng phấn hơn. Đế Vô Cực ngươi dựa vào lực lượng của đại đế, Lăng Hàn dựa vào bản lĩnh thật sự. Vừa so sánh đã phân cao thấp, trong mắt Đế Vô Cực bắn ra hàn quang, hắn cúi đầu nhìn vết thương và nói: "Thì ra ngươi đã nắm giữ một tia quy tắc thất tinh. Cấp độ quy tắc quá cao, cho nên dù là chỉ có một tia cũng có thể đánh phá công kích của hắn, từ đó gây ra tổn thương." Biến thái, tại sao lại có biến thái như thế? chương 4971, Thánh Thi Hiện. Sát ý của đế vô cực bốc cháy hừng hực, đối thủ như vậy đã vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù là đại đế khi còn trẻ có thể so sánh với Lăng Hàn hay không. Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải chết, nếu không thời đại này sẽ xuất hiện cơ hội thành đế ngàn năm có một, vô cùng khả năng bị Lăng Hàn chiếm trước. Thành đế, đó là mộng tưởng trung cực của các thiên tài đỉnh cấp, vì thế có thể không tiếc dùng mạng đánh cược. Chết, đế vô cực cường thế giết tới, cho dù lăng hàn nắm giữ một chút xíu quy tắc thất tinh thì thế nào lực lượng của hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối có thể nghiền ép lăng hàn thét dài một tiếng cùng đế vô cực đấu công kích của hắn rất đơn giản chính là lấy võ đạo của bản thân lại thêm quy tắc thất tinh đấu với đế vô cực nói đến lực lượng đương nhiên là đế vô cực thắng được mà nói năng lực lấy điểm phá diện lại là lăng hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối quy tắc thất tinh đấy có thể nghiền ép tất cả giáo chủ bởi vậy hai người đều không tránh không né đấu chính diện tự nhiên hai người đều bị thương. lực lượng kinh khủng xung kích, quy tắc thất tinh hóa thành phong mang, hóa thành lực phá hoại đáng sợ. từ đó đám người đại hắc cầu không thể không lùi, căn bản không dám xúc phạm phong mang của hắn. không có biện pháp. mặc dù tiểu thanh long cũng là thân tử của đại đế, thiên phú võ đạo kinh người, dù sao hắn chỉ là hóa linh thành, tu vi kém hơn quá nhiều, hoàn toàn không đủ đối kháng. bang, 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 mỗi khi đánh một kích, lăng hàn cùng đế vô cực đều thổ huyết và bị thương rất nặng nói đến lực công kích hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ đều là mạnh đến mức không biên giới mà lực phòng ngự lăng hàn còn mạnh hơn nhưng lực công kích của hắn lại thua xa bởi vậy dùng thương đổi thương kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vô tận lúc này phải xem sức khôi phục lăng hàn vận chuyển thập tu thuật thương thế của hắn đạt được khống chế hắn dựa vào thể phách cường đại phối hợp hoàn toàn có thể biến thành tiểu cường không chết tiểu cường là con rán mặc dù đế vô cực cũng có thuật chứa thương nhưng mỗi một vị đại đế đều có chuyên công giống lang hoàng hắn cũng thích công kích cho nên sáng tạo đế thuật cũng có thiên hướng phương diện công kích ngược lại đại đế đều là vô địch thiên hạ lực công kích mạnh một chút và ít một chút không quan trọng ngay cả thuật chứa thương cũng vậy hoàn toàn có thể thấy được tính cách của đại đế đế thuật tranh lệch tương đối nhỏ nhưng đánh một lúc thì tranh lệch sẽ biện ra đế vô cực sợ hãi phát hiện cứ đánh tiếp hắn sẽ thất bại khốn kiếp dựa vào cái gì mà hắn thất bại Hắn cao mày, kết luận như thế làm hắn quá thất vọng rồi, cũng bị đả kích quá lớn. Hắn có đại đế trợ giúp gian lận, hắn lại không thể đánh thắng kẻ yếu hơn mình ba tiểu cảnh giới. Hắn cắn răng, bảy ngôi sao đồng thời tỏa sáng và phát ra hào quang chói mắt. Sau đó, oanh, hào quang hóa thành thần quang tuyệt thế và chém về phía Lăng Hàn. Tốc độ này quá nhanh, hắn muốn tránh cũng không được. Lăng Hàn không dám khinh thường, bởi vì thời điểm hắn đối mặt với bảy ngôi sao, căn bản không thể coi là đánh nhau cùng cấp, mà là đang đối kháng với tôn giả, chí ít cũng là chuẩn tôn giả. Bởi vậy, tâm niệm vừa động, hạt tử nhân lập tức hợp thành một tầng phòng ngự. Bành, một kích đánh vào thân thể lăng hàn, trên người hắn tỏa ra hào quang lấp lánh. Đế vô cực tươi cười, mặc dù một kích này không tăng lên ở phương diện quy tắc, nhưng từ góc độ lực lượng mà nói, tương đương với tôn giả tam tinh. Lăng hàn chúng một kích này từ chính diện, như vậy hắn sẽ chết chắc. Nhưng mà, trong nháy mắt sau đó, Hắn nhìn thấy một bóng người lao ra khỏi hào quang. Không phải Lăng Hàn là ai? Đế Vô Cực không nghĩ tới, đây là chuyện không có khả năng. Bành, Lăng Hàn xuất ra một quyền, cho dù hắn thả người né tránh, hắn tránh được công kích chính diện nhưng lực lượng và quy tắc kinh khủng đang nghiền ép hắn. Đế Vô Cực kêu lên thảm thiết, hắn bị đánh bay ra ngoài. Hắn phun máu tươi, ánh mắt mang theo khiếp sợ khó nói thành lời. Vì cái gì Lăng Hàn không có chết? Việc này không hợp lý. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Người có thủ đoạn đại đế, ta làm sao không có đòn sát thủ. Trừ hạt tử nhân ra, hắn còn có chuẩn đế binh, còn có năng lượng hủy diệt đấy. Đế vô cực nhìn lăng hàn, lúc này hắn không biết nên nói cái gì. Làm thân tử của đại đế, chiến lực của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, lại thêm thủ đoạn đại đế, đừng nói vô địch cùng dai, thậm chí vượt một đại cảnh giới, hắn vẫn có năng lực bảo vệ tính mạng. Nhưng bây giờ đối mặt lăng hàn, hắn không có chút lực lượng nào. Đối thủ này thậm chí có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn hít sâu một hơi đột nhiên hắn cắt vỡ cổ tay và máu tươi màu bạc chảy ra ngoài ngoá ngớ ngẩn đại hắc cầu lập tức nói ngươi đã chảy nhiều máu tươi như vậy vì cái gì còn muốn cắt cổ tay lấy máu đế vô cực nghe xong hắn suýt nữa thổ huyết nhưng hắn cũng ngây người đúng vậy hắn đã chảy nhiều máu như vậy vì cái gì hắn còn có ý định cắt cổ tay chẳng lẽ là quen thuộc gây nên làm hắn không suy nghĩ nhiều hắn thẹn quá hóa giận quát chuyện không trọng yếu trọng yếu là các ngươi đều phải chết. Dường như hắn mở ra nghi thức đặc thù nào đó, miệng lẩm bẩm, sau đó, một luồng khí thức đáng sợ từ xa truyền tới. Oanh, có đồ vật gì đó vỡ vụn vang lên, sau đó một bóng người xuất hiện từ phương xa. Đây là điểm làm Lăng Hàn giật mình, hắn biết rõ, cách đó không xa có một đảo, mà hắn có thể khẳng định, âm thanh đó là mặt đất vỡ vụn, sau đó một bóng người từ dưới bỏ lên. Trước đó hắn đã đào qua hòn đảo, nhưng không có đào được ngọn nguồn, từ đó bị khí thức cường đại dọa sợ, Hắn không dám lại đào xuống. Hắn hoài nghi phía dưới có chôn dấu cường giả hay là một kiện đại sát khí, hiện tại xem ra, hắn đã đoán đúng. Oanh, đúng lúc này, bóng người kia đi tới, một chân đạp lên mặt đất, mặt đất rung lên dữ dội. Chỉ một bước mà thôi, bóng người kia đã xuất hiện. Đó là một con cự viên cao trăm trượng, trên cổ còn mang vòng xương, trên người mặc một tầng khôi giáp, trong tay mang theo một cây lang nha bổng, nếu nhìn tỉ mỉ sẽ thấy đó là xương trắng mài thành lồng ngực của hắn xuất hiện một vết thương, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Thánh huy, Lăng Hàn lập tức khẳng định, cự viên phải tôn giả, tôn giả cũng không có cường đại như thế. Nhưng mà, con thánh viên đã chết, chỉ là cái xác không hồn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn người béo, chết thì như thế nào, cũng có thể phát ra thánh huy có thể miểu sát hắn dễ dàng. Khốn kiếp, đế vô cực lại có thể triệu hoán thánh nhân chết đi. Nội tâm lăng hàn sướng sờ, quả nhiên nơi này không khác gì huyết hải, âm hà, phía dưới từng hòn đảo là thánh thi, cho nên mới có thể làm cho đàn sói e ngại không dám đặt chân. T. Hắn không chút do dự mang theo ba người đại hắc cẩu và phát động phượng dược thiên tường lướt đi. Đánh cái rắm, thánh thi đã xuất hiện, thánh viên thi có phần ngu ngốc, chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao cũng đã chết rồi. Đế vô cực điều khiển, cự viên mới xuất thủ tấn công lăng hàn. Cánh tay của cự viên dài mấy trăm trượng nhưng chiến lực thánh cấp đáng sợ cỡ nào. Kinh lực và quy tắc đan vào nhau, từ đó hóa thành một ma thủ ngập trời và truy kích lăng hàn. chương 4972, lại gặp thánh nhân thi hải. Tốc độ lăng hàn rất nhanh, Phượng Dực Thiên Tường chính là thân pháp nhanh nhất thiên hạ. Nhưng mà, kẻ xuất thủ lại là thánh nhân, dù đã sớm chết, chính còn là một cỗ thi thể nhưng vẫn nhanh hơn lăng hàn, công kích đã tới. Lăng hàn không chút do dự, hắn ném ra mấy khối năng lượng ngọc thạch, sau đó vận chuyển hạt tử nhân, từ đó miễn cưỡng ngăn cản một kích của thánh nhân. Trái tim của hắn đau đớn, bị thánh nhân oanh kích, hạt tử nhân không còn mấy lần nữa sẽ mất đi tác dụng. Thế nhưng mà, nếu như mạng không còn, hắn giữ lại có ý nghĩa gì chứ? Oanh, ma thủ kia nhanh chóng va chạm với năng lượng ngọc thạch, lập tức dẫn nổ ngọc thạch, năng lượng kinh khủng sôi trào, cũng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Đây là vụ hải thì thế nào, hiện tại tương đương với hai vị thánh nhân giao thủ, uy lực xung kích khủng bố cỡ nào? Lăng Hàn cảm thấy thân thể rung động, hắn lập tức bị lực lượng khổng lồ quét bay ra ngoài. Tốc độ này quá nhanh, khoảng cách vạn dặm trôi qua tức thì. Còn tốt, hắn vận chuyển hạt tử nhân có thể ngăn cản thánh nhân ngũ tinh công kích, từ đó có thể bảo hộ hắn được an toàn. Hắn phát hiện mình bị đánh bay ra khỏi khu vực sương mù, cũng lẻ loi trơ trọi đứng trong tinh không. Chạy, lang hàn không chút do dự, xoay người rời đi. Hắn không dám xé mở không gian, bởi vì vừa tiến vào không gian có khả năng sẽ bị ép bay vào trong sương mù. A, à, hắn nhìn thấy bên cạnh có khí thức đáng sợ ập tới trong nháy mắt đã tới gần sương mù. Thánh nhân, khốn kiếp, bên ngoài cũng có mai phục. Không đúng, Lăng Hàn lập tức phát hiện, thánh nhân này còn sống, còn hiện ra pháp tướng lớn hơn cả tinh cầu, hắn cất bước đi tới gần sương mù. Không phải nhằm vào hắn, mà là cảm thấy hứng thú với việc truyền tống tại Hàn Phong Tinh mất thích, cho nên thánh nhân mới cố ý tới đây điều tra. Lăng Hàn lập tức lấy ra hư không thú bao phủ mình và đám người đại hắc cẩu vào trong, đương nhiên không muốn bị thánh nhân phát hiện và tra hỏi đó là thánh nhân mặc áo bào trắng, tóc trắng bạc rủ dài tới hông, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hừ, thì ra là sương mù dở trò, thánh nhân lẩm bẩm, hắn xuất ra một trường đánh vào trong sương mù. Nhưng mà, bàn tay của hắn còn chưa đánh vào, một bàn tay như ma quỷ vươn ra ngăn cản thánh nhân công kích. Oanh, hai bên đấu nhau, gợn sóng kinh khủng bộc phát, bốn người lăng hàn bị dư lực đánh bay vào sâu trong tinh không, còn tốt, bọn họ cách nơi này khá xa, cho nên, dư ba tuy mạnh nhưng lăng hàn hoàn toàn có thể hóa giải. Nơi xa, sương mù nhanh chóng thu nhỏ, nhưng thánh nhân vẫn đỉnh thiên lập địa, có thể nhìn thấy rõ ràng. Thánh nhân tóc bạc triển khai công kích lần nữa, nhưng mà, trong sương mù có thánh thi khác nhảy ra công kích, trong nháy mắt đã vây quanh và tấn công thánh nhân tóc bạc. Oanh, khí tức kinh khủng sinh ra ba động từng hồi, lăng hàn không có ngựa nhớ chuồng, sau khi đã rời xa, hắn xé rách không gian và mang theo đám người đại hắc cầu thoát đi có lẽ vị thánh nhân tóc bạc lành ít giữ nhiều lang hàn thở dài hắn nhìn thấy mấy chục thánh nhân thi nhảy ra chỉ số lượng cũng đủ đè chết thánh nhân trước đó thánh thi trong biển máu là bằng chứng rõ ràng đã có rất nhiều thánh nhân mang theo đế binh cũng không gánh nổi lang hàn xuất hiện trên tinh cầu gần nhất hắn mang theo đám người đại hắc cầu xuyên qua truyền tống trận và trở về đại bản doanh hiện tại lại xuất hiện một tuyệt địa trôn xuống đại lượng thánh nhân thi mà lần này lại có quan hệ với lang hoàng đây là lang hoàng bố trí khi còn sống hắn muốn làm gì lang hàn trở về vừa vặn hầu ca cũng xuất quan hắn cũng nói cho hầu ca biết hầu ca nghe xong hắn trầm ngâm một lúc và nói đợi lão tôn bước vào thánh cấp ta sẽ quét ngang tất cả ách ta biết hầu ca ngươi rất bá khí nhưng cũng không cần ngốc nghếch như vậy nhưng suy nghĩ lại một chút chuyện này cũng không có gì ngốc nghếch hay không thế gian có quá nhiều bí mật chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi chân tướng sẽ nổi lên mặt nước mà bọn họ có thể làm chính là tăng tu vi lên. Đa gia phật nhất định biết rõ, Lăng Hàn thì thào, đáng tiếc, đa gia phật muốn nói cho hắn biết, hắn cũng không cần đau đầu như hiện tại. Mặc kệ, tu luyện, Lăng Hàn bảo Kỷ Vô Danh hỗ trợ thả tin tức ra trên tinh võng, hắn muốn bán ra một chút cường hóa dịch để đổi lấy tiên khí cao dai Trên đấu giá hội trước đó, Lăng Hàn đã bán một phần cường hóa dịch đổi lấy tiên khí, nhưng càng nhiều hơn là tiên khí cấp thấp luyện thành tiểu cửu hoàng thập diệp đan, sau đó lấy tiền đổi tiền. Hiện tại tiểu cửu hoàng thập diệp đan đã bị hắn ăn xong, hắn cũng phải nghĩ biện pháp khác. Cùng lúc đó, hắn cầm lấy kiếm gãy. Lúc trước, bởi vì thanh kiếm gãy này mà hắn kết oán với ngũ nguyệt, về sau hắn chém giết ngũ nguyệt, thanh kiếm cũng thành chiến lợi phẩm của hắn. Trước đó hắn không có thời gian nghiên cứu, cho tới bây giờ mới nghĩ tới. Nhưng hắn nghiên cứu hồi lâu cũng không có phát hiện gì. Hắn chỉ cảm ứng được bên trong kiếm gãy có ba động cường đại mờ mịt. Về sau có cơ hội để lão gia tử nhìn xem lăng hàn thu hồi kiếm gãy hắn đặt lực chú ý vào tu luyện sau khi kỷ vô danh thả ra tin tức rất nhanh đã có người đáp lại nói có hứng thú với cường hóa dịch sau khi có kè mặc cả một phen song phương đạt thành hiệp nghị lăng hàn dẫn kỷ vô danh vượt qua mấy cái tinh vực sau đó đi tới tinh cầu lớn và giao dịch đương nhiên không thể ở trên tinh cầu của mình phải cẩn thận một chút sau khi làm mấy lần sinh ý lăng hàn và kỷ vô danh rời đi sau đó hắn bắt đầu luyện đan hắn lưu lại mấy viên đan dược, lấy dùng chúng đổi lấy tiên khí, bởi vì cường hóa dịch đã không nhiều, hối đoái không được bao nhiêu tiên khí, nhưng có tiểu cửu hoàng thập diệp đan, hắn có thể tuần hoàn liên tục. Đáng tiếc, hiện tại có thể đổi lấy tiên khí ít đến thương cảm, hắn ăn xong tiểu cửu hoàng thập diệp đan, hắn chỉ còn kém giáo chủ lục tinh đỉnh phong một chút. Hắn tiếp tục tìm người mua trên tinh võng, cường hóa dịch cũng tốt, tiểu cửu hoàng thập diệp đan cũng tốt chỉ cần có người nguyện ý lấy tiên khí trao đổi thì hắn mừng rỡ xuất thủ. Mấy ngày sau, hắn thành công đàm phán thành công một cuộc làm ăn vội vàng lại mang lên kỳ vô danh xuất phát lúc này kỳ vô danh rất im lặng hắn còn muốn tu luyện đấy vì cái gì lăng hàn luôn luôn tìm hắn sau khi chọn tinh cầu mới lăng hàn vừa mới hoàn thành giao dịch vào lúc hắn định rời đi thì có khí thức âm trầm bao phủ hắn đi qua rất nhiều hiểm địa có nhiều chỗ rất lạnh có thể đông cứng hóa linh cảnh thậm chí giáo chủ chết tại chỗ nhưng hắn có thể khẳng định cảm giác lạnh lẽo này khác biệt thậm chí hắn còn có chút quen thuộc, khí tức âm phủ, hắn run rẩy và kịp phản ứng, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng bị đại lão loại bỏ. Chuyện gì xảy ra, tại sao nơi này có khí tức âm phủ? Hắn phát động địa mạch tra xét một phen, hắn lập tức kinh sợ. chương 4973, âm hồn xâm lấn lần thứ hai. Thế gian có hai giới âm, dương. Dương gian có người sống, âm phủ có âm hồn, cả hai không xâm phạm lần nhau. Nhưng có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, có lẽ lại là nguyên nhân khác, Tóm lại hai giới âm dương đang tiếp xúc lẫn nhau. Ở Dương Gian có thật nhiều điểm bạc nhược, những nhược điểm này là khu vực giới Bích Dương Gian cùng âm phủ va chạm với nhau, cường giả rất dễ dàng đánh vỡ giới Bích xuyên qua. Năm đó Thiên Hải tinh chính là thảm án hùng hồn nhất, rất nhiều âm hồn xâm lấn, thậm chí còn làm một vị thánh nhân vẫn lạc. Lang Hàn nhìn thấy cái gì? Một cái miệng liên thông với âm phủ, có lượng lớn âm khí chảy vào, tương ứng có vô số âm hồn tiến vào theo. Âm hồn vào Dương Gian vô cùng yếu ớt âm hồn bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ biến thành cho bụi, nhưng sau khi âm khí hoàn thành cải tạo, âm khí che trời và cản trở ánh nắng chiếu xuống. Mặc dù ở dương gian, âm hồn vẫn bị chế ước, nhưng không có ánh nắng chiếu thẳng vào, năng lực sống sót và năng lực hoạt động sẽ tăng lên diện rộng. Từng phàm nhân bị âm hồn chiếm cứ thân thể, trở thành cái xác không hồn. Chỉ trong nháy mắt, sinh linh chết đi dùng hàng tỷ mà tính. Đây là một hiện tượng, chẳng lẽ xâm lấn đại quy mô sắp bắt đầu. Lăng Hàn không do dự, hắn vận dụng tinh bộ xuất hiện tại điểm liên thông nguyên thủy nhất. Hiện tại, khu vực chung quanh bị âm phủ hóa, Lăng Hàn phát hiện, lực khống chế quy tắc của hắn đang giảm xuống. Không thể vận dụng quy tắc, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm đi tương ứng. Nhìn thấy có sinh linh xuất hiện, âm hồn trong thông đạo lao ra ngoài. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn xuất quyền, bang, lập tức, rất nhiều âm hồn giải thể trong nháy mắt. Hắn hiện tại chính là giáo chủ lục tinh, một quyền có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng mà, âm hồn cuồn cuộn nhảy ra khỏi điểm liên thông, căn bản không có đặt tử vong trong lòng, chúng nó cũng không có khai hóa trí tuệ, chỉ có bản năng cướp đoạt nhục thể. Đến, lang Hàn vẫy tay, từng đám địa khí tuôn ra và hóa thành từng đầu địa long phủ kín điểm liên thông. Lực lượng tinh cầu cường đại cỡ nào, bản thân tinh cầu không thể phát huy, nhất định phải dựa vào trận sư hoặc là trận pháp thôi phát. Hiện tại địa khí hóa rồng, tạo thành rào sát tràng, bất cứ âm hồn nào đụng vào cũng vỡ nát. Lúc này, cường giả trên tinh cầu bay lên có ít người không biết âm phủ và âm hồn hoàn toàn không biết rõ trạng thái thấy chỉ có một người lăng hàn đứng ở đó còn tưởng rằng hắn dở trò quỷ lập tức quát hắn nơi này có không ít người hiểu biết lập tức ngăn cản và giải thích một chút cái gì đây là điểm liên thông với âm phủ vậy làm sao bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng khắp nơi là âm hồn tàn phá bừa bãi chỉ có năng lượng tầng thứ cao mới có thể gây ra tổn thương một khi bị bọn chúng đoạt xá chắc chắn sẽ biến thành người chết oanh đúng lúc này Địa Long Phong tỏa điểm liên thông bị đánh nát, một âm hồn cao 10 trượng và tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện. Giáo chủ, không chỉ một, mà là bảy âm hồn, cấp độ võ đạo tinh cầu này không cao, người mạnh nhất cũng chính là giáo chủ, nhìn thấy xuất hiện bảy con âm hồn giáo chủ, tự nhiên cũng làm người người sợ hãi. Âm hồn xâm lấn, bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể bỏ chạy. Trời sập xuống cũng có người cao hơn chống, Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn lập tức xiết ra ngoài, hắn xuất kích tiêu diệt bảy đại âm hồn. Hắn lại vẫy tay, địa long tái hiện, trời ơi, quá mạnh, tất cả mọi người mở to mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Lăng Hàn vừa ra tay, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, hắn cũng là giáo chủ. Nhưng cùng là giáo chủ, thực lực của hắn mạnh không tin nổi. Nhất định là đạo tử, không sai, chỉ có đạo tử mới có sức mạnh lớn như thế. Không ít người tự cho rằng mình nói đúng, bọn họ dùng thế giới quan của mình phỏng đoán thực lực của Lăng Hàn. Lăng Hàn trầm giọng nói, ta cần tuyên long thiết, vân nhuận thạch, thiên phương kim. Hắn báo ra rất nhiều vật liệu, mọi người nhìn nhau, người có ý gì, lừa đảo sao, tê, không có người nào đứng ra ngăn cản, thừa dịp nguy kêu giá, đúng là tiểu nhân. Lăng hàn cao mày, nói, nghĩ lung tung cái gì, ta muốn bày trận, khóa kín thông đạo này. Mọi người mới biết đã hiểu lầm lăng hàn, cũng cảm thấy xấu hổ. Tinh cầu tồn vong, liên quan đến lợi ích của bọn họ, bởi vậy, bọn họ lập tức đưa ra vật liệu lăng hàn cần, Lăng Hàn bắt đầu chế tác trận cơ, có hắn ở đây có thể áp chế điểm liên thông nhưng hắn không thể thủ ở nơi này mãi, một khi hắn rời đi, địa long mất đi hắn duy trì, chẳng mấy chốc sẽ hao hết địa khí mà biến mất. Cho nên, hắn cần bố trí trận pháp, dựa vào lực lượng thiên địa khóa kín điểm liên thông. Cường độ thần niệm của hắn rất mạnh, có thể bố trí trận pháp cấp tôn giả, nhưng thời gian vội vàng, vật liệu không đủ, thứ hai hắn cũng không có nắm giữ đối trận pháp đối ứng, chỉ có thể bố trí trận pháp cấp giáo chủ nếu như âm hồn lao ra chỉ là cấp giáo chủ, trận pháp này là đủ. Chiến lực âm hồn không bằng võ giả cùng dai, thứ hai, dù sao nơi này cũng là dương gian. Âm hồn đi vào dương gian, chiến lực sẽ bị ảnh hưởng, giảm xuống một hai cấp bậc. Không qua bao lâu, trận cơ đã hoàn thành. Lang Hàn bố trí trận pháp, lấy nhiệm lực cường đại dẫn động địa mạch, oanh, trận cơ tỏa ra hào quang và đan vào thành phiến, hợp thành đại trận siêu cấp. Trước đó lấy địa long phong tỏa còn có âm hồn lẻ tẻ lao ra, nhưng đại trận vừa xuất hiện sẽ không có cá lọt lưới mặc dù nơi đây còn có âm hồn nhưng không chiếm được được bổ sung giết một ít đi một không đáng để lo làm xong tất cả những chuyện này lăng hàn vội vàng trở về cùng kỳ vô danh đừng mâu thuẫn nội bộ còn tốt vị trí tinh thể của bọn họ bình yên vô sự cũng không có lọt vào âm hồn xâm lấn nhưng liên kết trên tinh võng sẽ phát hiện âm hồn xâm lấn cũng không phải sự kiện lẻ tẻ mà là phát sinh thường xuyên có rất nhiều nơi âm hồn xâm lấn trong tinh không mà sơn hải thiên càng thêm ghê gớm, cửa âm phủ mở rộng lần nữa, vô số âm hồn bay ra và công thành chiếm đất. Bọn chúng chiếm cứ vùng đất, âm khí cực kỳ đáng sợ, hoàn cảnh thay đổi và phát triển thành âm phủ. Chuyện này uy hiếp toàn bộ sinh linh, sử dụng đế tộc cầm đầu, lần nữa liên hợp thánh địa trong thiên hạ, thành lập liên minh, đồng thời đối kháng âm hồn. Nhưng dương gian như cái túi trăm ngàn lỗ thủng, trước đó không rót nước còn tốt, nhìn qua thiên hạ thái bình, nhưng còn bây giờ thì sao, mỗi địa phương đều có âm hồn chạy ra làm loạn chương 4974, lại đến Sơn Hải Thiên. Âm phủ bắt đầu xâm lấn đại quy mô lần thứ hai, thiên hạ đại loạn. Còn tốt chính là, mấy chục năm trước đã trải qua một lần, cho nên, từng thế lực bị đế tộc thống lĩnh và triển khai chống cự. Các cường giả tuyệt thế như huyết hải chi chủ chưa từng xuất hiện, mà tương ứng, đa gia Phật cũng không có hiện thân, dường như song phương đạt thành thừa nhận ngầm, sẽ không có cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ. Không chỉ cường giả chuẩn đế chưa từng xuất hiện, cho dù là thánh cấp cũng không có, bởi vậy, mặc dù lần này xâm lấn đại quy mô, hơn nữa không chỉ một chỗ Sơn Hải Thiên, nhưng mà từ trình độ hung hiểm lại không bằng lần đầu tiên. Dường như âm phủ cũng không nóng nảy, dự định làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến. Lăng Hàn lo lắng rất nhiều, lần thứ nhất âm hồn xâm lấn có âm thánh nói, bọn họ chỉ là con cờ trên bàn cờ. Lấy thánh nhân làm cờ, thậm chí dùng âm dương hai giới làm bàn cờ, ván cờ tổng thể lớn cỡ nào. Thật sự là thời buổi rối loạn, Lăng Hàn thở dài đa gia Phật thật vất vả tranh thủ hai giới hòa bình, hiện tại lại phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại, thiên hạ đang lâm nguy, mặc dù chiến lực âm hồn ở dương gian bị suy yếu, nhưng số lượng quá nhiều, áp lực thật sự rất lớn. Thánh nhân không dám ra chiến, nếu dương gian có thánh nhân xuất chiến, âm phủ cũng sẽ xuất động âm thánh tương ứng, hơn nữa mỗi người hung hãn không sợ chết, đánh không sẽ thiêu đốt thánh hỏa và tự bạo, thánh nhân cũng bị kéo xuống nước. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có chiến lực cấp tôn giả đại chiến, dường như song phương đạt thành nhận thức chung với nhau. Dương gian đang chờ đại đế xuất thế, chỉ cần có đại đế xuất thế sẽ chấn áp hồng hoang, cái gì âm phủ, âm hồn, tất cả đều là trò cười. Về phần âm phủ đang chờ cái gì, cũng chỉ có đại nhân vật âm phủ mới có thể biết rõ. Nói tóm lại, hiện tại dương gian xuất hiện cục diện hòa bình hiếm có, tất cả chủng tộc bỏ qua ân oán ngày xưa, dắt tay nhau đối kháng âm hồn. Chiến trường trọng yếu nhất lại là Sơn Hải Thiên, các chiến trường khác chỉ là tiểu đà tiểu nháo, Điểm hai giới liên thông quá nhỏ, âm hồn cường đại không ra được, chỉ cần bố trí trận pháp, lại phái người coi chừng sẽ không sao. Nhưng Sơn Hải Thiên lại khác, đó là cái lỗ thủng quá lớn, đừng nói thánh nhân, cho dù là đại đế cũng có thể thông qua, bằng không với thực lực cường đại của đại đế, một tia khí tức cũng có thể đánh nát thông đạo. Cho nên, âm hồn chui ra từ Sơn Hải Thiên nhiều nhất, số lượng âm hồn tôn giả cũng nhiều kinh người. Đế tộc Liên Minh phát ra thông cáo, hiệu triệu tất cả chí sĩ tới Sơn Hải Thiên chống cự âm hồn lần này không phải làm không công đánh giết âm hồn sẽ đạt được thiên địa khen thưởng đương nhiên số lượng cần phải nhiều chỉ giết mấy chục mấy trăm thiên địa sẽ không quan tâm mặt khác đế tộc liên minh cũng thống kê chiến tích của từng người bằng chiến tích có thể hối đoái đồ vật của đế tộc thứ đổi rất rộng có công pháp có tiên thuật có tiên dược thậm chí trận pháp đan phương cũng được chỉ cần ngươi có đầy đủ chiến tích cơ bản có thể hối đoái bất kỳ vật gì đương nhiên ngoại trừ đế kinh cùng đế thuật đây là bí mật bất truyền không có khả năng trông cậy vào đế tộc sẽ hào phóng như thế. Hiện tại toàn bộ cường giả trong thiên hạ đều tới Sơn Hải Thiên, chỉ đánh giết âm hồn đã được thiên địa khen thưởng, còn có thể đạt được đế tộc ban thưởng ngoài danh ngạch. Đám người đại hắc cầu cũng ngo nghe muốn động, cũng thúc giục Lăng Hàn xuất phát. Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, hắn liên tục chạy ngược chạy xuôi, bày trận ở khắp nơi, phong tỏa điểm liên thông giữa hai giới, hắn bận không thở nổi. Tốt, còn có một nơi cuối cùng, chờ bố trí xong trận pháp thì chúng ta sẽ xuất phát đi Sơn Hải Thiên. Lăng Hàn nói, lúc này đám đại hắc cầu gieo hò, mấy ngày sau, Lăng Hàn cũng giải quyết nơi cuối cùng. Hắn không có xem an nguy của thiên hạ là nhiệm vụ của mình, hắn cũng chỉ là giáo chủ lục tinh mà thôi, hắn chưa có lực lượng lớn như thế, nếu là việc trong năng lực, Lăng Hàn sẽ tận lực mà làm. Chúng ta không thể đi Sơn Hải Thiên như thế, Lăng Hàn nói, đại hắc cầu gật đầu. Tiểu hàn tử gây thù hằn quá nhiều, nếu đi như thế, có lẽ sẽ bị đế tộc làm thịt. Trông cậy vào đế tộc lấy đại cục làm trọng, lấy ơn báo oán, toàn lực bồi dưỡng lăng hàn thành đế. Nói giỡn, cho dù có bị người đời trách móc thì bọn họ cũng làm thịt lăng hàn. Tiểu Thanh Long lập tức cười nhạo, lão hắc, nói giống như ngươi không có nhiều địch nhân ấy. Đại hắc cầu miệng tiện, địch nhân cũng không ít hơn lăng hàn. Hừ hừ, sắc chư trợn trắng mắt, ý là, cái miệng thằn lằn của ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Đột nhiên, bốn người đều im lặng, lão đại không nói lão nhị, bốn người bọn họ đều là kẻ kéo thù hận, người muốn giết bọn họ không có một vạn cũng không có tám ngàn. Dịch dung, tất nhiên, đi thôi, hầu ca vác côn đi tới, hắn không cần quan tâm. Mọi người xuất phát, lần này chống cự âm hồn, chẳng những việc quan hệ tới mỗi người, hơn nữa đánh giết âm hồn có thể được thiên địa ban thưởng, bởi vậy chỉ cần tu vi đạt tới tiên đồ đều tới đây. Quá nhiều người, hầu ca cũng không di chuyển nữa. Bởi vậy, phần lớn người vẫn sử dụng truyền tống trận, mọi người đều hội hợp ở bên ngoài Sơn Hải Thiên. Sau mười mấy ngày, Hầu Ca mang theo Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu và số ít người đi tử La Tinh bên ngoài Sơn Hải Thiên. Từ nơi này nhìn vào, bên trong tinh không thỉnh thoảng có tia sáng rực rỡ vô cùng lóa mắt, vị trí khu vực Sơn Hải Thiên biến thành màu đen, cũng có thể khuếch trương khắp bốn phía. Tử La Tinh là đầu cầu lô cốt, ở chỗ này, có đế tộc liên minh thành lập quân chính quy, cũng có người không muốn nhận chói buộc, chỉ độc lai độc vãng tự do hành động nhưng không sao chỉ cần là đi giết âm hồn mỗi ngày đều có thể ngồi không hạm tiến vào tinh không sẽ khai chiến với âm hồn tại đó nếu như muốn thu hoạch được chiến tích trở về đổi bảo vật từ đế tộc có thể miễn phí nhận lấy một vật phẩm nhỏ sau khi đeo trên người thời điểm giết âm hồn sẽ hấp thu một bộ phận lực lượng âm hồn vật phẩm này căn cứ vào khí thức âm hồn mà suy tính ra thực lực chân chính từ đó sẽ có điểm tích lũy đương nhiên bởi vì hấp thu một bộ phận lực lượng âm hồn khi nhận được thiên địa ban thưởng sẽ ít đi một chút nhưng thực sự rất ít, có thể bỏ qua không tính. Đám người Lăng Hàn đều nhận một món như thế, quyết định ngày thứ hai sẽ đi thuyền vào tinh không, từ đó khai chiến với âm hồn. Một ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn, Hầu Ca đã xếp hàng lên không hạng. Bọn họ dịch sung, dự định che giấu tung tích, đương nhiên sẽ khiêm tốn một chút. Đương nhiên, Lăng Hàn tin tưởng tính tình của Hầu Ca, đánh nhau không cần 3 phút sẽ lộ tẩy. Cho nên, Hầu Ca không ngồi chung không hạm với đám người Lăng Hàn, tránh liên lụy đám người Lăng Hàn chương 4975, chiến trường, hầu ca là tôn giả, hơn nữa, đấu chiến thánh hoàng sinh tử không rõ, sẽ không ai muốn lão thánh hoàng đột nhiên từ biên giới vũ trụ giết trở về. Cho nên, hầu ca chỉ cần đừng phạm tội ác tài trời, như vậy đế tộc có không vui cũng không nhắm vào hắn. Hắn ỷ thế làm bậy cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Đám người lang hàn tách ra khỏi hầu ca, hầu ca liền có thể buông tay buông chân. Tạm biệt với hầu ca, lang hàn ngồi không hạm tiến vào tinh không. Bọn họ đi chuyến này rất đơn giản, cũng chỉ có Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long và Sắc Trư, không phải giáo chủ thì chính là Hóa Linh chân Quân, có thể nói chiến lược Lăng Hàn mạnh nhất. Bảy tiểu hoa nhi bị Lăng Hàn phái đi bảo vệ đám người nữ hoàng, những người này sẽ dùng truyền tống trận đến, cho nên sẽ chậm hơn một chút. Không hạm nhanh chóng tiến vào tinh không, mắt thấy cách chiến trường phía trước càng ngày càng gần, bầu không khí trên không hạm khẩn trương. Ha ha, một đám lính mới, có người chế giễu, không phải ta nói, các người khẩn trương như vậy, lên chiến trường chưa được 10 phút nhất định phải chết. Mọi người càng căng thẳng hơn, dính đến sinh tử của mình, có ai không quan tâm. Vị đại ca kia, người có kinh nghiệm gì hay truyền thụ hay không? Có người ra mặt dày hỏi thăm, người trước đó lộ ra vẻ mặt ngươi vô tích sự, hắn lại cười nói. Nào có kinh nghiệm gì, chiến trường là nơi loạn chiến phần lớn thời điểm ngươi không biết công kích đánh từ đâu. Cho nên, ngươi cần phải tạo thành tiểu đội hợp tác với nhau. Tất cả mọi người gật đầu, nhau nhao đi tìm đồng đội. Các lão binh thì lắc đầu, lâm thời ôm chân Phật, có thể phối hợp cái gì. Đại quân âm hồn đánh một đòn những người này khẳng định mỗi người tự chạy. Nhưng người sống sót sẽ hữu dụng, có thể thu nạp vào quân chính quy, thứ nhất là quen thuộc chiến đấu khốc liệt, thứ hai có thể sống sót trong đại chiến mới có thể chân chính nghe hiệu lệnh. Hắn chính là tai mắt khai quật chiến sĩ tự do có giá trị. Ánh mắt của hắn quét qua, hơi sững sờ. Hắn nhìn thấy có bốn người không giống bình thường, chẳng những không có nói chuyện với người khác, lại kết thành đội ngũ, thậm chí trên mặt của bọn họ cũng không có chút khẩn trương, giống như cũng không phải đi khai chiến với âm hồn, mà là đi ăn cơm dã ngoại. Các người quá thoải mái, hắn âm thầm gật đầu, bốn người này hoặc là thực lực kinh người, hoặc là nghĩ bản thân quá tốt, căn bản không có ý thức được âm hồn đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có lắm miệng, bởi vì hắn chỉ là người quan sát. Rất nhanh, bọn họ đã tới biên giới chiến trường, không hạm ngừng lại, cũng không có xâm nhập, lại tiến lên phía trước không hạm sẽ bị tấn công đây chỉ là một chiếc thuyền vận tải cũng không có năng lực quá mạnh toàn thể rời hạm có thuyền viên lớn tiếng kêu lên có ít người lập tức nhảy ra khỏi bong thuyền và bay vào chiến trường cũng có người sợ hãi bọn họ có thể là ôm một bầu nhiệt huyết mà đến có khát vọng to lớn muốn thành lập công lao sự nghiệp bất thế nhưng mà thực sự tới nơi dõi mắt nhìn chung quanh nơi đây quả thực là địa ngục nhân gian toàn bộ chiến trường phủ kín thi thể có rất nhiều hoàn chỉnh có không trọn vẹn tay gấy gãy chân chặt đầu che kín khu vực này làm cho mọi người sợ hãi năng lực chịu đựng của tâm lý kém một chút sẽ nôn mửa không phải sao trên thuyền có mấy cái nữ tính đã bắt đầu nôn còn có hai tên nam tử không nhịn được lăng hàn gật đầu với đám người đại hắc cẩu bốn người đồng thời nhảy ra và tiến vào chiến trường chia ra hành động bốn người bọn họ đều quá mạnh tập hợp lại với nhau sẽ trói mắt lăng hàn xông vào chiến trường đã có nhiều âm hồn lao tới chúng chỉ là chú đỉnh, cũng không có tư cách làm hắn động thủ. Lăng Hàn nhanh chân đi tới, bốn đầu âm hồn sông lên và vỡ nát. Hắn cảm thấy thất vọng, âm hồn nơi này mặc dù nhiều nhưng không có cấp giáo chủ, hơn nữa, nhân viên hỗn tạp, đã có âm hồn, cũng có sinh linh, thời điểm hắn xuất thủ còn có điều cố kỵ, không thể vừa sông lên đã làm thịt âm hồn. Nơi này hiển nhiên không thích hợp với hắn, hắn phải đi lên phía trước. Liên tiếp đi qua, Lăng Hàn cũng không có hạ thủ lưu tình, hắn đánh chết tất cả âm hồn trên đường đi hắn tiến lên phía trước cấp độ âm hồn dần dần cao lên xuất hiện chân ngã cảnh thậm chí hóa linh cảnh vẫn không phải lăng hàn muốn hắn lại tiến lên phía trước trong khu vực này cho dù võ giả hai âm hồn đều là cấp giáo chủ lăng hàn nhìn về phía trước nơi đó còn có cấp tôn giả chiến đấu đế tộc liên minh áp dụng phòng vệ tầng tầng sách lược bắt lớn thả nhỏ do tôn giả ngăn ở tuyến đầu sau đó là giáo chủ hóa linh chân quân tầng tầng sàng lọc như thế âm hồn cũng bị tách rời người mạnh nhất bị ngăn ở tuyến đầu sau đó giáo chủ ở tuyến hai vừa vặn đều có đối thủ mặc dù số lượng giáo chủ của dương gian rất nhiều nhưng sinh linh cần nghỉ ngơi không có khả năng chiến đấu liên tục cho nên nhiều cường giả giáo chủ tạo thành mấy nhóm một nhóm xông lên những người khác nghỉ ngơi sau đó cũng giữ một nhóm cơ động chỗ nào cần sẽ đi tới trợ giúp còn phải đề phòng âm hồn đột nhiên gia tăng thế công trái lại âm hồn bọn nó không cần nghỉ ngơi cũng sẽ không thụ thương có thể chiến đấu liên tục lại thêm có ưu thế số lượng tuyệt đối biểu hiện càng ngày càng mạnh mỗi tên giáo chủ cần phải gánh hai âm hồn giáo chủ còn tốt chiến lực bản thân âm hồn kém một chút hơn nữa nơi này là dương gian lại gọt đi một phần thực lực của chúng một đấu hai giáo chủ dương gian vẫn chịu được nhưng chiến đấu vẫn khốc liệt như cũ thỉnh thoảng có người tử vong dù sao âm hồn cũng không ngốc làm sao có khả năng chỉ hai đánh một ta không thể bốn đánh một mười đánh một hay sao song phương đều thương vong thảm trọng Âm hồn bên kia không sợ chết, bên phía dương gian không có khả năng thấy chết không sờn, bởi vậy sĩ khí sẽ kém hơn rất nhiều. Cứ theo đà này, dương gian có thể chống đỡ mấy ngày. Còn tốt, đế tử cũng gia nhập chiến đấu, nhất là thế hệ hoàng kim, cùng là giáo chủ, bọn họ quá mạnh, lấy một địch trăm cũng không phải không có khả năng. Bọn họ liên tiếp tung hoành, đánh đầu thắng đó. Lăng Hàn cũng giết ra ngoài, hắn thấy những âm hồn này chính là bổ dược giúp hắn gia tăng tu vi. Hắn rất ít xuất hiện, cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn quá mạnh, chỉ hai ba quyền là có thể giải quyết âm hồn. Sau khi giết mấy ngàn âm hồn, hắn cuối cùng là đạt được thiên địa ban thưởng, năng lượng tinh khiết bao phủ thân thể, kim tuyến thứ sáu trên đạo quả đậm hơn. Sảng khoái, lang hàn tươi cười, dựa theo tốc độ giết chóc, chỉ cần thời gian 10 ngày, hắn có thể tăng lên tới thất tinh. Nhưng mà, mới đánh 4 ngày, âm hồn bên kia thu binh. Lang hàn bất đắc dĩ, hắn đành phải quay về không hạm chương 4976, xâm nhập, phía trên không hạm, trống rỗng, lúc trước tràn đầy người một thuyền, hiện tại chưa đủ một phần ba. Hơn nữa, hơn nữa chiếc không hạm này vận chuyển tổng lượng của cả bốn ngày, nói cách khác, bốn không hạm đầy người, hiện tại chỉ còn lại một phần ba. Tỷ lệ thương vong cao bao nhiêu? Không có biện pháp, chiếc không hạm này vận tải đều là tân binh, hoàn toàn không có tiếp thụ qua chiến tranh tẩy lễ, có thể không thương vong thảm trọng sao. Nhưng người còn sống sót sẽ trưởng thành thật nhanh, mấy lần đại chiến không chết bọn họ đã có thể trở thành tinh anh trên thuyền tất cả mọi người đều im lặng hoặc là chết lặng hoặc là hưng phấn hoặc là sợ hãi tất cả đều là phản ứng tự nhiên tên lão binh kia đang quan sát đem những người may mắn còn sống sót có dáng vẻ gì đều được ghi lại không hãm trở về địa điểm xuất phát trở lại từ la tinh tất cả mọi người đi chỉnh đốn âm hồn không bao lâu nữa sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó bọn họ nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón bước xuống không hạp, ánh nắng tươi sáng. Tất cả mọi người có cảm giác sống sót sau tai nạn, tắm rửa ánh nắng, cảm giác mình còn sống, từ đó có rất nhiều người đã khóc. Ha ha, ta tăng lên một tiểu cảnh giới. Mặc dù ta bị thương không nhẹ, nhưng ám thương lưu lại trước kia đã không thấy. Căn cơ võ đạo của ta càng vững chắc, từng giọng nói hưng phấn vang lên. Chỉ cần trong chiến đấu không chết, như vậy khẳng định có thể đạt được lợi ích. Đám người lăng hàn, đại hắc cẩu cũng rời đi, tìm địa phương đặt chân và điều chỉnh nghỉ ngơi một chút. Trong chiến đấu với âm hồn, thực lực càng mạnh thu hoạch càng lớn, cho nên đám người đại hắc cẩu đều rất vui sướng. Đối mặt với áp lực, cho dù là xác chư cũng không thể không giữ vững tinh thần nghiêm túc đi chiến đấu, bởi vì nó cũng không muốn chết. Một ngày, hai ngày, năm ngày, rất nhanh, mười ngày đi qua, âm hồn không phát động tấn công mới. Không có người nào thở ra nhẹ nhõm, ngược lại bọn họ càng căng thẳng hơn thời gian tích lũy càng dài, âm hồn sẽ bộc phát càng khủng bố, cho nên, nội tâm mọi người như có tảng đá lớn đè lên hơn nữa càng ngày càng nặng. Thời điểm đến ngày thứ sáu, bỗng nhiên bên trong Sơn Hải Thiên có âm hồn lao ra thành đàn. Bắt đầu, dương gian bên này, tôn giả, giáo chủ, hóa linh chân quân đều bay lên tinh không đầu tiên, bọn họ cũng không cần ngồi không hạp, bởi vì làm thế sẽ làm chậm bước chân của bọn họ. Những người khác lại không được, nhất định phải sử dụng không hạm thay đi bộ, dù sao nhục thân phi hành cũng cần thực lực sinh đan cảnh, nhưng tốc độ như vậy quá chậm, chờ bay vào tinh không nghênh đón âm hồn, nói không chừng chiến đấu đã kết thúc. Lần này, Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, hắn lập tức bay lên không trung. Không chỉ ở tử La Tinh, 17 viên tinh thể chung quanh Sơn Hải Thiên đều có cường giả bay lên nghênh đón âm hồn. Lăng Hàn cũng không có vận dụng phượng dực thiên tường, bởi vì thứ này quá trói mắt, nếu không phải gặp nguy cơ sinh tử, hắn cũng không muốn sử dụng tới nó. Hắn dùng chỉ xích thiên nhai, mặc dù là thánh thuật nhưng tốc độ cũng không thể tính là chậm. nhưng kể từ đó hắn cũng không bằng những đế tử kia, từng người vượt qua hắn và lao vào âm hồn trước tiên. lang hàn cao mày, hắn luôn thu lại thực lực, bằng không đám đế tử sao có thể hơn hắn? thời gian tiến vào chiến đấu càng muộn, hiệu suất chém giết lại thấp, khẳng định sẽ giết ít âm hồn hơn rất nhiều. hiện tại thiên tài đỉnh cấp đều sức phấn đấu, tranh thủ đi ở hàng đầu, như thế mới có khả năng thành đế cao hơn. không thể không tranh bởi vì thiên tài thế hệ này thực tế quá nhiều, như đinh thụ, như thủy nhất, có người nào không có tư chất thành đế. Cho nên, Lăng Hàn rất lại phía sau quá nhiều, cho dù hắn càng yêu nghiệt cũng chỉ có thể nhìn người khác thành đế. Không thể như thế, Lăng Hàn lắc đầu, nhưng hắn nên làm thế nào mới tốt. Hắn tập trung ánh mắt nhìn vào phượng xa, nếu như hắn chặn đánh ở nơi đó thì sao? Hắn đúng là giáo chủ không sai, trên lý luận không phải là đối thủ của tôn giả. Nhưng mà, đối với âm hồn, hắn lại có ưu thế nghiền ép năng lượng hủy diệt cho nên cho dù hắn có gặp phải âm hồn cấp tôn giả cũng không sợ thậm chí có thể xử lý tốt ta sẽ đi nơi đó lăng hàn tràn đầy lòng tin bởi vì cho dù hắn gặp âm hồn cấp tôn giả vây công thậm chí gặp được âm thánh chẳng phải hắn còn có hỗn độn cực lôi thác còn có hạt tử nhân sao hắn có lòng tin rất cường đại nói làm liền làm xâm nhập chiến trường hắn không ham chiến lúc hắn đi tới khu vực giáo chủ chiến đấu hắn lập tức thi triển quỷ ảnh bộ sau đó tiếp tục tiến lên phía trước rất nhanh hắn thông qua chiến trường cấp giáo chủ đi tới khu vực tôn giả đại chiến hắn thấy được hầu ca hắn cầm một cây côn sắt tỏa ra kim quang vạn trường không đâu địch nổi rất tốt hầu ca có thu hoạch rất lớn thực lực tiến cảnh như bay lang hàn cười một tiếng hắn tiếp tục đi tới rất nhanh hắn cũng vượt qua chiến trường cấp tôn giả nơi này có rất nhiều âm hồn hơn nữa thực lực cao thấp không đều từ trúc cơ đến tôn giả cấp đều có Lăng Hàn hiện thân, lúc này, hắn không cố kỵ gì. Đây chính là chiến trường của ta, thiên địa của ta. Oanh, hắn xuất quyền có 19 đạo quy tắc lấp lánh, khu vực trước mặt hắn xuất hiện một khu vực chân không. Phàm là âm hồn nằm trong lộ tuyến hắn oanh kích, toàn bộ hôi phi yên diệt. Nhìn thấy sinh linh, căn bản không cần ai chỉ huy, âm hồn ở gần đều bị chém giết. Lang Hàn hừ một tiếng, sát khí xung kích phát động, ba ba ba, âm hồn khu vực chung quanh đều bị đả kích nặng nề, đều bị toàn diệt trong nháy mắt hiệu suất chém giết quá cao nhưng âm hồn bị hắn miểu sát cũng không có khả năng quá mạnh bởi vậy lăng hàn tạm thời chưa đạt được thiên địa khen ngợi âm hồn hoàn toàn không có khái niệm tử vong chúng liên tục lao tới chiến đấu một hồi lăng hàn cảm thấy có khí thức cường đại lao tới đây là một đầu âm hồn cấp giáo chủ nó dương nhanh múa vuốt lộ ra dáng vẻ vô cùng hung ác lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn xuất quyền âm hồn chết tại chỗ lăng hàn đạt tới giáo chủ lục tinh trong giáo chủ khó có kẻ nào là đối thủ của hắn tuyệt đại bộ phận đối thủ đều bị hắn đánh một kích nhiều sát như đế vô cực kẻ như thế quá hiếm có hơn nữa cũng không phải thực lực bản thân hắn thực sự mạnh đến mức có thể đối kháng cùng lăng hàn giết 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 mười mấy phút qua đi lăng hàn đã đạt được thiên địa ban thưởng tu vi của hắn bắt đầu tăng lên kim văn trên đạo quả càng ngày càng đậm cứ như vậy nhiều nhất hai ngày ta có thể đạt tới lục tinh đỉnh phong lăng hàn tươi cười như vậy mới sảng khoái hả hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bởi vì hắn cảm ứng được có khí thức cường đại vượt xa hắn tới gần tôn giả hắn nhìn về phương xa chỉ thấy âm hồn cao trăm trượng đang tới gần âm hồn có thân cừu hai sừng màu vàng trên người lại có khí chất thần thánh tôn giả giá lâm giáo chủ ngăn cản thế nào lăng hàn hét lớn một tiếng tiên hạ thủ vi cường hắn xuất quyền tấn công năng lượng hủy diệt sôi trào đối mặt âm hồn cấp tôn giả hai sợi quy tắc thất tinh không đáng chú ý cho nên hắn hoàn toàn vứt bỏ không dùng hắn toàn lực thúc dục năng lượng hủy diệt. Chương 4977, giáo chủ thất tinh. Oanh, năng lượng hủy diệt đánh ra và hóa thành chùm sáng hắc ám hơn cả hắc ám, sử dụng tốc độ nhanh nhất tấn công âm hồn cấp tôn giả. Âm hồn cấp tôn giả kia không nghĩ tới một kích của Lăng Hàn có thể nhanh như vậy, lúc này trốn tránh không được, âm hồn cũng đành phải vung hai vuốt đỡ trước ngực. Không quan trọng, chỉ là giáo chủ công kích, âm hồn có thể dễ dàng đón đỡ. Nhưng mà, lực quyền đánh chúng, âm hồn ý thức được có điều không ổn, phòng ngự của nó khi đối diện với công kích này chỉ là thùng rỗng kêu to. Bành, năng lượng hủy diệt dâng trào, âm hồn cấp tôn giả bị tiêu diệt. Nếu có người khác nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ giật mình sợ hãi. Bởi vì mặc dù chiến lực của âm hồn không mạnh nhưng phòng ngự cũng rất cao. Việc này không phải thể hiện bằng thể phách cường đại, mà là chúng nó bị thương sẽ khép lại, đương nhiên, chiến lực sẽ giảm đi nhưng có thể thông qua thôn vệ âm hồn khác khôi phục. Cho nên, giết âm hồn quá phiền, cần phải đánh nát mới được. Nhưng ở trước mặt của Lăng Hàn, âm hồn bị một quyền của hắn tiêu diệt ngay lập tức. Lăng Hàn lại không thèm quan tâm, hắn hít mắt cảm thụ thiên địa ban thưởng, cảm giác này rất tốt. Đến, lại đến, hắn thét dài một tiếng, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường xuyên qua âm hồn. Căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần vận chuyển năng lượng hủy diệt trên cánh phượng, thân thể hắn xuyên qua nơi nào, âm hồn nơi đó sẽ xuất hiện trạng thái chân không tuyệt đối. Lực sát thương thật sự mạnh đến mức có thể hủy thiên diệt địa âm hồn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn hắn giết chóc như thế rất nhanh lại có âm hồn cấp tôn giả chạy tới cũng phát động công kích với hắn cho dù âm hồn công kích mềm mại nhưng dù sao cũng là tôn giả lang hàn không dám đón đỡ hắn chỉ phát động phượng rực thiên tường ngược lại ngươi đuổi không kịp ta nhưng mà thân thể hắn đi qua nơi nào nơi đó biến thành thịnh yến giết chóc thinh linh hắn bộc phát năng lượng hủy diệt đánh về phía âm hồn tôn giả sau khi ăn thiệt thòi một lần âm hồn tự nhiên sẽ có phòng bị trước tiên trốn tránh, cho nên Lăng Hàn công kích vô công. Không sao, Lăng Hàn cười, không thể giết tôn giả, nhưng mà âm hồn giáo chủ lại chạy không thoát. Hắn thỏa thích giết chóc như chỗ không người, không, không hồn có thể ngăn cản. Mà ở phương xa, cường giả trên chiến trường tôn giả, giáo chủ đều phát hiện áp lực của bọn họ nhẹ đi. a à, rõ ràng âm hồn đang lao tới như thủy triều nhưng hiếm lại chính là, số lượng âm hồn giáo chủ, tôn giả lại ít đi rất nhiều, áp lực của bọn họ giảm nhiều xảy ra chuyện gì chiến đấu mới tiến hành một ngày mà thôi âm hồn đã muốn rút quân không đúng lần này nhẫn nhịn hơn nửa tháng lần này sẽ là một lần công kích vô cùng cường thế tại sao lại có dấu hiệu kết thúc chứ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng có người trẻ tuổi ở phía trước hấp dẫn thật nhiều âm hồn cấp tôn giả cấp truy kích mà âm hồn giáo chủ lại chết rất nhiều lang hàn cũng không có đóng đinh ở một chỗ hắn không ngừng di động hắn chạy quanh sơn hải thiên và tận lực kéo thù hận hắn cũng rất cẩn thận trước mặt âm hồn cấp tôn giả hắn còn có thể tới lui tự nhiên, thậm chí còn có lực chém giết, nhưng mà, một khi có âm thánh xuất thủ, như vậy hắn nhất định sẽ bị giết. Cho nên, hắn luôn chuẩn bị sẵn, sử dụng hạt tử nhân tới đỡ công kích của cường địch. Để hắn kinh ngạc chính là, dường như âm hồn rất giảng quy củ, mặc hắn giết nhiều âm hồn cấp giáo chủ như vậy, lại giết ba đầu cấp tôn giả, nhưng vẫn không có âm thánh xuất hiện đến ngăn cản hắn. Sau chiến đấu ba ngà, Lăng Hàn đạt được thiên địa ban thưởng đầy đủ, từ đó tu vi tăng lên lục tinh đỉnh phong. Lúc này, hắn không tiếp tục tấn công, bởi vì hắn đã hiện hình, nếu mang theo một giám âm hồn quay về, có ai không nhận ra hắn. Ngày tốt lành vừa mới bắt đầu, Lăng Hàn tuyệt đối không muốn người khác phát hiện ra mình nhanh như vậy. Nhất định phải ổn định, không quan trọng, tu vi của hắn không cách nào tăng lên, nhưng thiên địa ban thưởng ở các mặt, linh hồn lực, thể phách, sinh mệnh bản nguyên, những thứ này đều tiếp tục tăng lên. Một trận chiến này kéo dài đến 9 ngày. Rốt cuộc âm hồn cũng thu binh, âm hồn còn lại đều lui vào sơn hải thiên. Lăng Hàn thở ra, hắn cũng quay trở về, hắn sử dụng quỷ ảnh bộ ẩn giấu thân thể, với thực lực của hắn bây giờ, cho dù đứng trước mặt, Tôn Giả cũng không thể phát hiện ra hắn. Chiến thần cung thật sự có tài năng ở phương diện này. Lăng Hàn không có trực tiếp đi về Tử La Tinh, mà là lên một chiếc không hạm. Hắn muốn đột phá trên không hạm, đúng dịp chính là, đây chính là không hạm hắn ngồi lần đầu. Tên lão binh nhìn thấy Lăng Hàn hắn cũng kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Lăng Hàn lên hạm, có lẽ ngồi không hạm khác, hắn lẩm bẩm, hắn nghĩ ra một đáp án, nhưng vì một chiến sĩ tự do, có thể trải qua hai lần chiến đấu mà không chết, thực lực và năng lực sinh tồn đều không tồi. Hắn đi tới, ngồi ở bên cạnh Lăng Hàn, nói: "Huynh đệ sưng hô như thế nào?" Lăng Hàn nhìn hắn một cái, "Kỷ Vô Danh, nghe là biết cái tên giả, bởi vì có ai gọi là Vô Danh cơ chứ?" Nhưng lão binh cũng không có để ý, lăng hàn gọi là cái gì không quan trọng hắn muốn chính là đi vào chủ đề kỳ huynh đệ người có thể trải qua hai lần đại chiến mà không chết năng lực sinh tồn thật lợi hại hắn su nịnh nói lăng hàn cười một tiếng không có gì thời điểm chiến đấu chỉ cần nấp phía sau người cũng giống như vậy mà mẹ nó trong mắt lão binh không có bình tĩnh hắn vô cùng xấu hổ người có khác gì đào binh còn hùng hồn như vậy rất quang vinh sao Lão Minh trực tiếp bó tay rồi, nếu cho kẻ này gia nhập quân chính quy, chẳng khác gì hại người khác. Hắn đứng lên, đi, Lăng Hàn cười một tiếng, bắt đầu làm chuẩn bị xung kích giáo chủ thất tinh. Những ngày qua hắn liên tục huyết chiến, hơn nữa tu vi tăng lên đều là thiên địa ban thưởng, tự nhiên không có chút tác dụng gì, chỉ cần lắng động gần nửa ngày, hắn có nắm chắc vạn toàn. Xung kích thất tinh, không hàm đã trở lại cảng, mọi người xuống thuyền nhưng Lăng Hàn đang bế quan không nhúc nhích. Không người nào để ý hắn bởi vì bọn họ đã nghe lão binh nói, Lăng Hàn chính là một tên hèn nhát, sau khi lên chiến trường sẽ nấp ở phía sau kiếm tiện nghi. Có ai sẽ quan tâm loại người này chứ? Khó trách, thời điểm chiến đấu không ai gặp qua hắn. Lăng Hàn sẽ không quan tâm, tinh thần của hắn đang đột phá. Hai ngày sau đó, đột nhiên Lăng Hàn mở mắt ra. Đạo quả thụ lại trưởng thành một mảng lớn, phía trên đạo quả xuất hiện kim tuyến thứ bảy. Thất tinh, Lăng Hàn nhanh chân rời đi, hắn còn không có xuống thuyền, hắn thấy lượng lớn võ giả lên thuyền không cần hỏi khẳng định là âm hồn phát động công kích lần nữa được rồi cũng không cần xuống thuyền trực tiếp đi vào tinh không là được lang hàn đứng chắp tay hắn nhìn vào tinh không lấy thị lực của hắn hiện tại mơ hồ có thể nhìn thấy trong tinh không có rất nhiều âm hồn trận chiến tranh này phải đánh tới khi nào nhìn thái độ ngưng trọng của hắn người trên thuyền đều khịt mũi xem thường khốn kiếp ngươi là một tên đào binh giả vờ trách trời thương dân gì chứ Chương 4978 Cướp bóc, không hạm đến nơi, giết. Lăng Hàn cất bước rời đi, sau khi đạt tới Thất Tinh, một kích của hắn có thể đánh ra 20 đạo quy tắc. Đây là khái niệm gì? Năm đó khi ở trên đế lộ, khảo nghiệm lớn nhất của cấp giáo chủ chính là một kích đánh ra 20 đạo quy tắc, hơn nữa còn là kết quả của tôn giả áp chế tu vi. Chỉ từ Lăng Hàn là có thể nhìn thấy tình huống, đừng nói thế hệ hoàng kim, cho dù là thiên tài thượng cổ như Dương Dịch Hoàn Đế vô cực, một kích cũng chỉ đánh ra 18 đạo quy tắc. Lăng Hàn đang ở giáo chủ thất tinh, hắn đã đạt đến 20 đạo quy tắc cực hạn. Hiển nhiên, hắn có thể đánh vỡ cực hạn như vậy. Trong cấp giáo chủ, hắn hiện tại không còn đối thủ. Hắn lại lên tuyến đầu giết chóc, thu gặt âm hồn, thu hoạch thiên địa ban thưởng, nhanh chóng gia tăng tu vi. Lần này, hắn vẫn hấp dẫn rất nhiều âm hồn cấp tôn giả đuổi theo giết hắn. Cho dù hắn tăng lên một tiểu cảnh giới nhưng chiến lực không có biến hóa về chất không có khả năng trực tiếp nắm giữ thực lực ngang hàng với tôn giả, cho nên hắn lấy du đấu làm chủ và tìm cơ hội giết tôn giả. Trận chiến này kéo dài dòng dã 10 ngày, Lang Hàn có thể vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối không có ai thu hoạch lớn hơn hắn. Mặc kệ số lượng hay chất lượng âm hồn, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Không có cách, hắn có năng lượng hủy diệt, đây là đại sát khí chuyên đối phó âm hồn. Về phần đám người đinh thụ, đúng thế, bọn họ cũng nắm giữ năng lượng hủy diệt, nhưng đầu tiên, bọn họ nắm giữ cũng không hoàn toàn. Thứ hai, bọn họ cũng không có thủ đoạn bảo mệnh như Lăng Hàn, không dám xâm nhập vào khu vực này để chiến đấu. Cho nên nha, khẳng định là Lăng Hàn châu bỏ nhất. Hắn hoàn toàn không có ý tuyên dương, hắn muốn im lặng phát tài. Chiến đấu kết thúc, Lăng Hàn trở lại không hạp, ngồi an tính. Nhiều ngày trôi qua, hắn không có liên hệ với đám người đại hắc cẩu, mà tin tưởng đám người nữ hoàng cũng đã tới nơi, Lăng Hàn cũng không vội, chỉ cần những người này không cấp tiến, hoàn toàn có thể thu hoạch trong đại chiến. Phải biết, bảy tiểu hoa nhi đang bảo hộ mấy người nữ hoàng, hổ nữ, lăng hy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Thấy lăng hàn còn sống trở về lần nữa, lại còn ngồi trên thuyền, thật không biết xấu hổ. Trải qua một đường chiến đấu, quân số các lão nhân giảm nhiều, mỗi lần chiến đấu sẽ có nhiều người chết trận, người trên thuyền này cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, bọn họ càng xem thường lăng hàn, người khác đều chiến đấu anh dũng, lăng hàn thì sao? đào binh nấp ở phía sau, thật đáng thẹn. Nếu không phải sau khi chiến đấu mỗi người đều sức cùng lực kiệt, chỉ nghĩ khôi phục thật tốt, bằng không những người tính khí nôn nóng, táo bạo sẽ gây chuyện với Lăng Hàn. Nửa ngày sau, không hạm về tới tử La Tinh, mọi người nhao nhao xuống thuyền, tìm địa phương chỉnh đốn, mặt khác, có ít người cũng tích xúc đầy đủ chiến tích, có thể đi đế tộc đổi bảo vật. Lăng Hàn nhìn một chút, giá trị chiến công của hắn đạt đến 2.000 vạn. Hắn không biết người khác có bao nhiêu công tích, hắn giết âm hồn nhiều, đẳng cấp cao giá trị này rất kinh người chạy đi đế tộc nhìn xem có thể hối đoái mấy phần tiên khí hay không Mặc dù hắn tiến cảnh rất nhanh hắn không quan tâm sẽ nhanh hơn chút nữa lại nói hắn không cần nhưng không thể cho đám người nữ Hoàng sao Uy người đứng lại đó cho ta lang Hàn chưa đi vài bước đã có người cản lại hắn nhìn sang có ba người cản đường đều mở rộng ngực áo dáng vẻ rất lưu manh a à, nơi này còn có lưu manh côn đồ sao thấy lăng hàn ngừng lại một người nói Sao tính điểm ra đây? Thứ tính điểm chính là vật nhỏ đế tộc phát cho, đế tộc cũng không có đặt tên, không biết là ai gọi đầu tiên như vậy, sau khi truyền ra thì được mọi người công nhận. Lăng Hàn giật mình, thứ tính điểm này không có khóa thân phận của người nào, cho nên người khác hoàn toàn có thể cầm đi, từ đó dùng điểm bên trong đổi bảo vật. Ha ha, các người tính toán thật tốt. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, "Được, hắn vô cùng phối hợp, cũng giao tính điểm ra." Ba người xứng sờ, thuận lợi như vậy Gia hỏa này là đào binh, hắn sợ hãi cũng rất bình thường. Hơn nữa, hắn khẳng cũng có chiến tích không nhiều, cho nên cũng không thèm để ý. Phi, thật sự xíu quẩy, ba người đều lắc đầu, nhưng Lăng Hàn đã giao ra tính điểm, bọn họ cũng không có hứng thú làm khó Lăng Hàn, sau đó quay người rời đi. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, trong nội tâm của hắn giang đếm, 1, 2, 3, 4. Nơi xa, nhìn xem tiểu tử kia có bao nhiêu điểm tích lũy. Một người nói, hắn chỉ muốn biết bên trong có bao nhiêu người giữ tính điểm gật đầu con kiến nhỏ cũng là thịt xem một chút đi hắn cầm lấy tính điểm và nhìn vào trong hắn khiếp sợ nói Má, mắt ta bị hỏng rồi hắn dụi mắt và nhìn thêm không thay đổi hai hơn hai ngàn vạn uy người ở nói hưu nói vượn cái gì thế người bên cạnh hỏi sau đó hắn chụp lấy tính điểm và xem xét trời ơi người thứ ba ngây người các ngươi làm gì thế chỉ là tính điểm có cái gì mà hô to gọi nhỏ? Hai người các ngươi đang dở trò quỷ gì? Ta cảnh cáo các ngươi, không nên đùa giỡn ta. Hắn cũng lấy tính điểm xem xét, sau khi xem xong, hắn giật mình không nhỏ. Chúng ta, phát tài, trong nháy mắt sau đó, ba người hô lớn, hưng phấn đến rậm chân. Hơn hai ngàn vạn chiến tích, đây là tài phú giúp bọn họ phát tài. Dựa vào, về sau lão tử sẽ mua hai phần đan dược, ăn một phần, ném một phần. Pháp khí cũng được, cầm trong tay một cái, bên hông đeo cái khác. Không bởi vì đại gia có tiền, hưng phấn một lúc sau, một người trong đó đột nhiên sợ run cả người. Không thể, chúng ta phải trả tính điểm lại. Người điên rồi, hai người khác kêu lên, dáng vẻ như nhìn thằng ngu. Hơn hai ngàn vạn điểm chiến tích đấy, người kia áp chế lòng tham và phân tích, các người nghĩ lại, phải có thực lực thế nào mới có thể có được hai ngàn vạn điểm tích lũy. Hai người kia im lặng, sau đó vẻ mặt đầy sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ cũng không phải chưa lên chiến trường, nhưng đánh 3 trận cũng chỉ có được hơn 100 điểm. Bởi vậy có thể thấy được, hơn 2.000 vạn chiến tích cần giết âm hồn thật nhiều, hơn nữa phải là âm hồn cường đại mới đạt được. Người như thế chắc chắn là cường giả tuyệt thế, thực lực vượt xa bọn họ. Có phải hắn nhặt được hay không? Một người nhỏ giọng nói, nếu hắn thật sự có thực lực cường đại như thế, tại sao lại giao tính điểm cho chúng ta? Làm sao có thể là nhặt được? Người thứ nhất lắc đầu, người mạnh như thế sẽ làm rơi đồ sao cũng phải hẳn là tên kia đang cố ý thăm dò chúng ta nếu như chúng ta có lòng tham ba người đều không nói thêm gì nữa ánh mắt mang theo sợ hãi trở về ân ba người đàng hoàng trở về chỉ thấy lăng hàn đang đứng tại chỗ trên mặt còn nở nụ cười nhạt nội tâm bọn họ căng thẳng càng phát giác mình làm không sai nếu không chỉ cần mang tính điểm bỏ chạy có lẽ thời gian bọn họ biến thành thi thể không xa chương 4979, hối đoái phong ba. Cầu, cầu xin đại nhân tha mạng, ba người kia cung kính giao tính điểm cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, cười nhạt một tiếng, thế nào, đột nhiên cải tà quy chính rồi. Hắn căn bản không sợ ba người này đào tẩu, với thần thức mạnh mẽ của hắn, ba người này có thể chạy trốn tới đâu. Lại nói, hắn còn trưởng khống địa mạch đấy, tất cả đều bởi vì quang huy của đại nhân. Một tên đại hán kích động nói, dưới quang huy của đại nhân chiếu rọi, chúng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên mới cải tà quy chính. Khốn kiếp, người cũng quá vô sỉ, hai tên đồng bạn đều nhe răng, không nghĩ tới đối phương lại nói ra lời buồn nôn như vậy. lang Hàn cười một tiếng, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, đến, nịnh nọt nhiều một chút, nói không chừng ta tâm tình tốt sẽ không tính toán với các ngươi. Đại nhân, người chính là mặt trời trên cao, soi sáng vạn vật trên thế gian. Ngài thần uy vô địch, đến mức âm hồn đều hôi phi yên diệt có sự tham dự của ngài, trận chiến dịch này sẽ lưu danh sử sách, chiếu sáng vạn cổ. Ba người vội vàng nịnh nọt, ngược lại chỉ là lời nói, nói nhiều cũng chẳng mất gì, sau khi nghe nhiều cũng miễn dịch với lời buồn nôn. Lăng Hàn cười một tiếng, cắt ngang bọn họ, nói. Các người tên gọi là gì? Lưu Tinh, Phong Hưng Vượng, Cốc Thái Hoa, ba người vội vàng báo ra tên của mình, đồng thời trong mắt cũng có một chút chờ mong, nếu có thể ôm chân thô của Lăng Hàn, về sau bọn họ có thể xông pa. Lần sau âm hồn xâm lấn, đến không hạm số 754 tìm ta." Lang Hàn nói, sau đó nghênh ngang rời đi. Cảm ơn đại nhân, ba tên vô cùng vui mừng, bọn họ thực sự ôm được chân to. Lang Hàn lại đi tới chỗ đế tộc Liên Minh thiết lập hối đoái bảo vật. Để tiện cho võ giả trên tử La Tinh, điểm hối đoái như thế có rất nhiều nhưng mà, lần đầu tiên ở nơi này sẽ tới và trừ điểm công chiến công của ngươi trước, bảo các ngươi chờ vài ngày, bọn họ sẽ mang đồ hối đoái từ tổng bộ tới và giao cho các ngươi bởi vậy chỗ hối đoái không lớn thậm chí nhân viên công tác cũng chỉ có hai tên theo thứ tự là một già một trẻ tuổi đều là nam tính thấy nam tử trẻ tuổi đang bận bịu lăng hàn tìm lão nhân xem bộ dáng lão nhân là người phụ trách ở nơi này nam tử trẻ tuổi chỉ là trợ thủ muốn hối đoái thứ gì chính mình chọn trước quyết định xong cứ giao tính điểm cho ta không đợi lăng hàn mở miệng lão đầu trực tiếp đưa ra một viên cầu nhỏ lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn lăng hàn cầm lấy viên cầu nhỏ thần thức dò sét, một bức hình hiện ra trước mặt hắn, tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo, pháp khí, đan dược, phía dưới cùng là giá trị điểm chiến công. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với tiên khí, hắn không ngừng tìm kiếm, không lâu sau, hắn liền phát hiện giao diện tiên khí. Từ nhất tinh tới bát tinh đều có, nhưng tiên khí nhất tinh chỉ cần 100 vạn chiến tích, tiên khí bát tinh cao tới 1.500 vạn. Từ trên lý luận, phẩm chất tiên khí cao hơn một cấp, giá trị sẽ cao hơn gấp 10 lần, cho nên, tiên khí nhất tinh dùng 100 vạn chiến tích đổi được, cứ thế mà tính ra, giá trị hối đoái tiên khí bát tinh sẽ cao đến quá đáng. Việc này không thích hợp, tiên khí bát tinh quý giá nhưng vẫn phải cho người ta hối đoái, nhưng nếu tiên khí nhất tinh đều đạt tới tình trạng ai cũng có thể đổi, như thế, đế tộc cũng sẽ nghèo đi. Cho nên, chỉ có thể định giá cao, 100 vạn công tích giá trị, với phần lớn người mà nói đây là mong muốn không thành, chỉ có số rất ít cường giả mới có thể đạt tới, mà đã ngoài một ngàn vạn điển chiến tích sẽ làm người ta tuyệt vọng. Trừ đế tử và đám người thủy nhất, đinh thụ, còn ai có thể đạt tới. Đổi cho bọn họ chính là giúp bọn họ, cho nên, đế tộc phải suy tính rất chu toàn, nhìn như công bằng, kỳ thực không công bằng một chút nào. Nhưng mà, bọn họ tính sót một lăng hàn, lăng hàn cảm thấy kỳ quái, tại sao không thấy dương dịch hoàn, phong diệu lăng hay hà la đâu. Với thực lực của bọn họ, đã có thể giết âm hồn tăng tu vi, còn có thể tìm được điểm chiến công đổi bảo vật, sao lại không làm. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy nhưng cũng không có do dự, hắn đặt viên cầu và tính điểm lên bàn, nói. Ta nghĩ kỹ, chọn một phần tiên khí bát tinh, phốc, lão giả kia bị sặc, trên mặt mang theo kinh ngạc. Người bị điên sao, tiên khí bát tinh, cần bao nhiêu điểm chiến tích mới đổi được. Một ngàn vạn, người có giết âm hồn từ khi mới sinh ra, vẫn giết cho tới hiện tại, có thể tích lũy 100 vạn chiến tích đã rất trâu bò, thế mà còn dám chỉ đích danh muốn tiên khí bát tinh giá trị 1.500 vạn. Ha ha, đần độn sao, đi đi đi, lão giả vung lên tay đến, biểu lộ cực kỳ bất thiện, cho rằng Lăng Hàn là kẻ điên hoặc đang đùa dẫn hắn. Lăng Hàn cau mày, nói, dựa theo quy củ, ta chọn vật hối đoái, ngươi chỉ phụ trách khấu trừ chiến tích, cũng báo cho ta biết khi nào có đổ vật, vì cái gì ngươi không theo quy trình. Ha ha ha, lão giả cười ha hả nhưng trên mặt không cười, tiểu tử, ngươi thật sự muốn làm lớn chuyện sao? Vậy lão phu cũng không ngại nói cho ngươi, ngươi dám trêu đùa đế tộc, đây chính là tội chết. Trong điểm hối đoái còn có người khác, thấy hai người đột nhiên làm lớn chuyện thì súng lại. Lão giả nói rõ một cách đơn giản, lập tức làm cho tất cả mọi người cười to. Người nào không biết giá của tiên khí bát tinh, đây chính là một trong những thứ quý giá nhất, người nào nhìn cũng phát khiếp. Muốn nói là cường giả tôn giả hay thế hệ hoàng kim tới đây hối đoái, mọi người còn có thể tiếp nhận, tiểu tử này bề ngoài xấu xí, ha ha, quả thực chính là nói giỡn. Người điên rồi sao, mộng tưởng chính mình là cường giả tuyệt thế quá lâu, xem chính mình thành cường giả. Tiểu tử, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, đánh xong nên về nhà. Rất nhiều người đều cười nhạo, cảm thấy dạng cực phẩm như Lăng Hàn quá hiếm thấy. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, nói, tranh thủ thời gian trừ chiến tích, ta đang vội. Phốc, đám người chung quanh chế diễu, chật chật chật, ra hỏa này nói chuyện thật buồn cười. Tốt, lão phu muốn xem chiến tích của ngươi kinh người cỡ nào lão giả hừ một tiếng hắn cầm tính điểm lên xem lúc hắn nói hai chữ kinh người đều làm mọi người cười to có ít người nhìn về phía lăng hàn với ánh mắt thương hại ai cần gì chứ chạy đến đây tìm mất mặt xấu hổ trời ơi lão giả cầm lấy tính điểm xem thần thức quét qua hắn giật mình và chửi bậy một câu mẹ nó